Wendy xin kính chào tất cả quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi chuỗi chương trình tư vấn sống khỏe sẻ chia dành cho người bệnh tim mạch do Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, với mong muốn lan tỏa những thông tin y tế chính thống đến với đông đảo cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn rất chú trọng thực hiện các chương trình tư vấn với sự góp mặt tham gia của các bác sĩ chuyên gia đầu ngành. Từ đó giúp cho người dân có thể chủ động hơn trong việc phòng ngừa, kiểm soát tốt bệnh lý của mình, cũng như nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống. Chương trình được diễn ra với hình thức hỏi đáp. Các bác sĩ sẽ chia sẻ cho người bệnh nói riêng và cộng đồng nói chung về những thông tin hữu ích của sức khỏe trong suốt thời gian phát sóng của chương trình. Nếu quý vị có những thắc mắc, có những băn khoăn về những vấn đề liên quan đến bệnh động mạch vành hay các phương pháp phòng ngừa và điều trị bệnh hiệu quả, hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi dưới phần bình luận. Các bác sĩ sẽ giải đáp những câu hỏi của tất cả quý vị trong phần cuối của chương trình. Thưa quý vị khán giả, ở số trước của chương trình, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên nhân, đối tượng nguy cơ và dấu hiệu nhận biết của bệnh động mạch vành. Đối với bệnh lý này, chứng đau thắt ngực gặp ở hơn 50% số người bệnh và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ, chất lượng cuộc sống cũng như là chi phí điều trị chăm sóc. Chúng để lại nhiều biến chứng và hậu quả nặng nề như nhồi máu cơ tim, suy tim và rối loạn nhịp tim. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các phương pháp chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các biến cố do bệnh động mạch vành gây ra, trong đó có chứng đau thắt ngực. Chương trình của chúng ta đang được phát sóng nên trong quá trình bác sĩ chia sẻ trao đổi, quý vị có thể đặt câu hỏi liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, liên quan đến bệnh động mạch vành, chứng đau thắt ngực hay là cách phòng ngừa trong phần bình luận để được các bác sĩ giải đáp. Và đừng quên chia sẻ chương trình ngày hôm nay để giúp cho người thân và bạn bè của mình biết đến chương trình. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị các chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong buổi tư vấn ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Bình, phó giám đốc bệnh viện, giám đốc trung tâm tim mạch bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đón đến giáo sư bác sĩ Quang Bình ạ. Xin chào Bá Niên và chào tất cả quý vị khán thính giả đang tham dự chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng sẽ được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Vũ Hoàng Vũ, trưởng khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào bác sĩ Hoàng Vũ. Xin chào Bá Niên, kính chào giáo sư Trương Quang Bình cùng toàn thể quý vị khán giả. Xin được gửi lời chào đón đến hai bác sĩ đã nhận lời tham gia đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi tư vấn ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, với chủ đề bệnh động mạch vành, cẩm nang phòng và chống, chúng tôi xin mời tất cả quý vị thì khán giả hãy đồng hành cùng với chúng tôi theo từng bước của quy trình thăm khám và điều trị bệnh. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần 1 của chương trình, đó là chẩn đoán bệnh động mạch vành. Thưa quý vị, như chúng ta cũng đã biết thì cơn đau thắt ngực là một trong những triệu chứng điển hình và rất quan trọng đối với bệnh tim mạch nói chung và bệnh động mạch vành nói riêng. Vậy thì làm nào để chúng ta có thể nhận biết được một cơn đau thắt ngực là một điều vô cùng quan trọng. Và nhân đây thì chúng tôi xin được hỏi giáo sư bác sĩ Quang Bình. Thưa giáo sư, dưới góc độ chuyên môn thì chúng ta có những cách nào để có thể chẩn đoán được cơn đau thắt ngực ạ? Thưa quý vị, đầu tiên là chúng ta phải làm rõ hai cái danh từ, đó là đau ngực và đau thắt ngực. Hai chuyện đó là khác nhau. Thì khi có tổn thương bất cứ một cái cơ quan nào, cái thành phần nào trên ngực của chúng ta thì có thể gây ra cái chuyện đau và chúng ta gọi là đau ngực. Ví dụ như nếu mà tổn thương da, bị trầy xước hay là bị zona rồi vân vân thì có thể đau ở trên cái vùng da của chúng ta. Hoặc là nếu mà chấn thương vùng mô mềm thì chúng ta có thể đau do tình trạng mô mềm. Hoặc là tình trạng gãy xương sườn thì chúng ta có thể là đau trong thành ngực, hay là viêm các cái khớp sụn sườn thì chúng ta có đau ở thành ngực. Hoặc là nếu mà chúng ta có thể đau thần kinh liên sườn, ngay cả những cơ quan ở bên trong, ví dụ như màng phổi khi viêm thì cũng có thể gây ra đau ngực. Nhu mô phổi khi mà bị hoại tử cũng gây ra đau ngực. Trái tim của chúng ta khi bị tổn thương cũng gây ra đau ngực. Màng ngoài tim cũng vậy, và ngay cả những cái bộ phận bên sâu bên trong, ví dụ như là thực quản hay là những cái khối ở trong trung thất nằm sâu bên trong, khi mà bị tổn thương thì cũng có thể gây ra tình trạng đau ngực. Như vậy đó là một cái cảm giác đau chúng ta cảm thấy ở lồng ngực của chúng ta thôi. Còn bây giờ chúng ta nói đến khái niệm về đau thắt ngực. Đau thắt ngực là một cái danh từ riêng dùng để chỉ tình trạng là đau ngực đó do tình trạng thiếu máu cơ tim cục bộ gây ra. Nó chỉ chuyên biệt dùng cho một cái trường hợp, đó là đau ngực do hẹp động mạch vành
máu đến nuôi tim không đủ, tình trạng thiếu máu cơ tim và từ đó gây ra tình trạng đau thắt ngực. Như vậy thì đau ngực chắc chắn là khác với đau thắt ngực. Chúng ta chỉ sử dụng đau thắt ngực cho một cái trường hợp riêng biệt, đó là bệnh lý động mạch vành thôi. Và như vậy khi mà chúng ta có một tình trạng đau ngực thì chúng ta phải phân biệt rõ đau ngực đó có phải là đau thắt ngực hay không. Mà nếu mà chúng ta không phân biệt rõ thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì mỗi cái loại đau ngực như vậy, ở mỗi cái xuất phát từ những cơ quan như vậy, sẽ có cách chẩn đoán và có cách điều trị khác nhau. Như vậy điều đó quan trọng là chúng ta phải phân biệt cho được. Như vậy thưa giáo sư, đối với việc chẩn đoán lâm sàng thì chúng ta sẽ dựa vào những dấu hiệu và tiêu chí gì để có thể xác định một người có bị đau thắt ngực hay không ạ? Để xác định xem là một người này là một cái đau ngực do những nguyên nhân khác hay là đau thắt ngực thì đầu tiên chúng ta phải hỏi rất kỹ. Chúng ta dùng cái từ đau ngực không là không đủ, mà chúng ta phải hỏi những tính chất của đau ngực đó như thế nào. Thì thật sự đối với một người bác sĩ, khi gặp một người bệnh mà có đau ngực đó, người ta sẽ hỏi ít nhất là tới 7 tính chất của tình trạng đau ngực đó. Ví dụ như là đau ngực đó ở vị trí nào, ở bên phải, ở bên trái, ở phía trên gần xương đòn, hay là phía dưới gần ở dưới vùng vùng mũi kiếm đó. Như vậy là đau ngực ở vị trí nào, đau ở nông hay là đau sâu bên trong, đó là nói về vị trí. Thứ hai là nói về cái hoàn cảnh khởi phát cái đau ngực này lúc nào, lúc bệnh nhân đang nằm nghỉ, lúc đang ăn cơm, hay là lúc đang leo cầu thang, đang chẻ củi, hoặc là đau cái lúc mà bị ấn vào. Như vậy thì chúng ta phải gọi là hoàn cảnh khởi phát của cái đau đó như thế nào. Việc thứ ba đó là nói về cái thời gian đau của người bệnh. Đau đó chỉ 1 2 giây thôi, đếm 1 2 3 4 cái nó hết đau, nhói lên cái hết, hay là đã đau từ mấy tháng nay, hay là đau 30 giây, hay là đau 20 phút rồi nó hết, vân vân. Đó là thời gian đau. Thứ ba là phải hỏi về hướng lan, coi cái đau đó nó lan đi đâu, lan sâu vào bên trong, lan qua bên phải, lan bên trái, lan xuống dưới hay lan lên trên, phải hỏi về hướng lan. Tiếp tục nữa đó là hỏi về cái tính chất đau của nó, đau nóng rát hay đau như dao đâm, hay là đau bị thắt chặt lại hay đè nén, vân vân. Tất cả chúng hỏi vậy. Tính chất thứ năm, và chúng ta phải hỏi cường độ đau, đau nhẹ nhàng thôi, ít thôi, hay là đau quá khủng khiếp, chịu không nổi, phải vã mồ hôi ra. Và một điểm nữa chúng ta cần phải hỏi đó là người ta đau như vậy thì làm gì cho đỡ đau? Đang đang cầu thang nghỉ thì nó đỡ đau, hay là phải dùng thuốc gì cho nó đỡ đau, vân vân. Và cũng hỏi luôn là lúc mà đau vậy có triệu chứng nặng gì đi kèm hay không, có buồn nôn không, có vã mồ hôi không, có muốn ngất hay không, vân vân. Thì muốn biết được đau ngực là như thế nào, do nguyên nhân gì, thì chúng ta phải hỏi đầy đủ những tính chất đó, thì chúng ta mới có thể là biết được là bệnh nhân có đau thắt ngực hay không có đau ngực. Thì quay trở lại, một cái người bệnh mà đau như thế nào thì được gọi là đau thắt ngực. Trên lâm sàng chúng ta hỏi hỏi chúng ta tự tìm hiểu thôi, chúng ta không cần xét nghiệm cận lâm sàng. Như vậy một cái trường hợp đau thắt ngực là những cái trường hợp mà chúng ta thấy là người bệnh sẽ mô tả gì? Đau ngay sau xương ức hoặc là lệch qua bên trái một chút xíu. Cái chuyện mà ngay sau xương ức vậy có nghĩa là ở chính giữa lòng ngực và hơi lệch sang bên trái một chút. Và nói thêm một chiều nữa, đó là cái bề sâu, không phải là bề nông bên ngoài mà sâu từ bên trong ngay sau cái xương ức của chúng ta. Và một điểm nữa, cái vị trí đó không nói về một điểm đau chấm một chỗ nào cái, mà đau là đau một vùng. Như vậy đó là nói về vị trí. Hoàn cảnh khởi phát của đau thắt ngực và những người bị bệnh mạch vành mà gọi mãn tính thông thường thôi, thì thường thường nó khởi phát lúc bệnh nhân gắng sức, bệnh nhân chạy lên cầu thang, bệnh nhân gắng sức về mặt thể lực, hoặc là đôi lúc mà gắng sức về mặt tâm thần, tinh thần đó, căng thẳng rồi vân vân đó, giận dữ rồi vân vân, thì cũng có thể lên cơn đau ngực. Đó là hoàn cảnh khởi phát. Thường thường đau thắt ngực nó xảy ra trong trường hợp đó. Vì nói về hướng lan, thường thường đau giữa ngực như vậy hay lực bên trái như vậy, thường thường nó lan lên vai trái, lan lên hàm trái, lên xương hàm phía bên trái, là thường của cái chuyện của đau thắt ngực. Có nhiều người điển hình hơn là lan lên vai trái rồi lan xuống cánh tay trái, cẳng tay trái và bàn tay trái, lan xuống ngón 4, ngón 5 bàn tay trái. Nếu mà lan như vậy thì điển hình của đau thắt ngực lắm. Có nhiều người lan trên cổ, có cảm giác siết chặt ở cổ. Đó là về mặt hướng lan. Nói về thời gian đau thì thông thường á, đau thắt ngực thì nó không thể nào mà nhích cắt một cái, thiếu máu cơ tim nó nhích cắt cái hết liền. Những người nào mà cảm thấy đau nhói trong ngực đến 1, 2, 3 gì nó hết, 4, 5 hết, chưa tới 10 giây đã hết rồi. Thường thường nó không phải là đau thắt ngực, mà thường thường nó phải kéo dài hơn, ít nhất cũng phải là 20 giây, và có thể kéo dài mười mấy 20 phút sau. Đó là những cái trường hợp nó rất trở nặng. Nó nói thời gian đau và cường độ đau thì thường thường có thể là đau như là dao đâm, nhưng mà có cảm giác, nhiều người đó cảm giác siết chặt đè nặng bóp chặt ở trong ngực, ở trong cổ của mình. Và những cái triệu chứng đi kèm có thể là nhiều người mà đau dữ tợn quá, cường độ dữ lắm á, thì có thể có vã mồ hôi muốn ngất rồi luôn.
Một cái điểm mà điều quan trọng mà chúng tôi cũng muốn nói đó là cái giảm đau, cái điều kiện nào làm cái động tác gì làm. Thì thông thường đó, thì các bạn thấy là những người đang gắng sức đó, đang chạy bộ, tự nhiên đau ngực, thường thường người ta phải dừng lại hẳn. Dừng lại hẳn vậy thường thường nó giảm đau, nếu đó là cơn đau thắt ngực ổn định, tức là trong cái người bệnh mãn tính đó. Và đặc biệt nữa các bạn, nếu mà xem phim thấy người ta đau ngực lên, đang tranh cãi ngực, người ta lấy thuốc, ta xịt vô họng hoặc ngậm dưới lưỡi gì thì nó đỡ, đỡ ngay, giảm đau ngay hoặc có thể hết hẳn luôn. Thì đó là những cái tính chất mà tôi nghĩ là đặc trưng cho chuyện đau thắt ngực. Nếu mà một cái người bệnh nào đó hay là một người nào đó mà có bị cái triệu chứng mà giống như tôi mô tả đó, thì trên lâm sàng thôi khỏi bệnh, ta nghĩ rất nhiều đến là người đó bị đau thắt ngực. Và có nghĩa là gì? Là bị thiếu máu cơ tim cục bộ, là bị bệnh mạch vành đó. Nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ nhiều thôi, khả năng bị nhiều thôi. Ví dụ như một ông cụ 75 tuổi mà bị đau ngực cái kiểu mà điển hình như tụi tôi nói đó, thì có thể khả năng là 70-80% là ông này bị bệnh mạch vành, bị thiếu máu cơ tim cục bộ đó. Còn những cái xét nghiệm cận lâm sàng sau để mà khảo sát thêm thì chắc là bác sĩ Vũ sau sẽ trình bày thêm cho quý vị rõ, làm sao chúng ta từ một người chúng ta nghĩ là bị đau thắt ngực, làm sao chúng ta xác định là người này bị thiếu máu cơ tim cục bộ hay là bị bệnh mạch vành, thì cái phần xét nghiệm cận lâm sàng bác sĩ Vũ sẽ trình bày thêm. Dạ, xin được cảm ơn giáo sư bác sĩ Quang Bình, và cũng xin được hỏi bác sĩ Hoàng Vũ ạ. Trong trường hợp mà đối với những người bệnh mà không bị đau thắt ngực hoặc là cơn đau nó không điển hình, nó không rõ ràng, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chẩn đoán được người này có bệnh hay không ạ? Thưa bác Niên, thưa quý vị khán giả, thì giống như phần trình bày của giáo sư Bình, thì chúng ta thấy là đau thắt ngực á, là cái triệu chứng và cái tên gọi nó là chúng ta đặt cho cái tình trạng đau ngực mà do bệnh mạch vành. Thì nếu vậy thì để đơn giản á, thì khi nào chúng ta gọi là đau ngực không điển hình hoặc là bệnh nhân không có đau ngực mà vẫn nghĩ do bệnh mạch vành, thì người ta có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là nếu mà đau ngực mà khởi phát khi gắng sức là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chúng ta có đau ngực với tính chất điển hình giống như giáo sư Trương Quang Bình đã trình bày với quý vị khán giả, đau như là chúng ta thấy là như bóp, như đè, la la tay lên cầm, vân vân đó, thời gian đau phù hợp đó. Thì nếu vậy thì là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba đó là chúng ta có cái đau ngực này nó được hết hoặc là nó giảm rất là nhiều khi chúng ta nghỉ ngơi hoặc là chúng ta xịt thuốc dưới lưỡi. Thì nếu vậy chúng ta có ba yếu tố đó, cả ba yếu tố đó thì chúng ta sẽ gọi là đau ngực điển hình đó, đau ngực điển hình kiểu mạch vành và hay còn gọi là đau thắt ngực đó. Còn nếu như chúng ta chỉ có hai trong ba yếu tố thôi, hai trong ba yếu tố vừa kể trên, thì chúng ta gọi là đau ngực không điển hình. Và nếu mà chúng ta chỉ có không có yếu tố cơ mà nhưng không có đau ngực hoặc chỉ có một yếu tố thôi, thì chúng ta gọi là đau ngực đó ít có khả năng do bệnh mạch vành đó, không có khả năng do bệnh mạch vành. Thì nếu vậy thì chúng ta đang đề cập đến vấn đề là đau ngực không định hình hoặc những bệnh nhân không đau ngực, thì làm thế nào để chúng ta chẩn đoán xem bệnh nhân đó có bệnh mạch vành hay không, hoặc là chúng ta loại trừ hẳn bệnh mạch vành cho người đó. Thì cái nhóm bệnh nhân mà không có triệu chứng định hình hoặc là không có đau ngực, thì nếu chúng ta muốn chẩn đoán thì bác sĩ sẽ làm cái gì? Bác sĩ sẽ thứ nhất là bác sĩ sẽ xem xét coi bệnh nhân đó có thuộc cái nhóm yếu tố nguy cơ cao có bệnh mạch vành hay không. Thì nhóm yếu tố nguy cơ mạch vành thì chúng ta đã biết rồi, là những cái bệnh nhân mà có tiểu đường, có tăng huyết áp, lớn tuổi, rồi có hút thuốc lá, có mỡ máu cao, đó là những yếu tố nguy cơ chính. Còn sau đó nếu mà bác sĩ thấy có yếu tố nguy cơ mạch vành rồi, thì bác sĩ muốn chẩn đoán cho các bạn coi là các bạn có bị bệnh mạch vành hay không, thì lúc đó bác sĩ sẽ phải làm thêm một số cái xét nghiệm cận lâm sàng. Bởi vì chúng ta những bệnh nhân này không có điển hình, đau ngực không điển hình hoặc là không đau ngực mà, nên nếu vậy chúng ta muốn chẩn đoán chúng ta phải làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng. Thì trong các xét nghiệm cận lâm sàng thì cái xét nghiệm mà đơn giản nhất đó là chúng ta đo điện tâm đồ hay còn gọi là điện tim. Thì cái điện tâm đồ và điện tim thì nó ghi lại cái hoạt động của trái tim, hoạt động điện của trái tim. Thì khi mà chúng ta có tình trạng thiếu máu cơ tim hay còn gọi là bệnh mạch vành đó, nó làm hẹp cái động mạch vành, thì có thể làm rối loạn cái hoạt động điện của trái tim, làm cho những cái thay đổi về điện tâm đồ như là có đoạn SC chân lên hoặc chân xuống vân vân, để chúng ta chẩn đoán bệnh mạch vành. Thì điện tâm đồ là một cái xét nghiệm khá là đơn giản và dễ làm để chúng ta có thể giúp một phần để chẩn đoán bệnh mạch vành. Và cái xét nghiệm thứ hai mà người ta hay làm đó là cái gọi là cái nghiệm pháp gắng sức. Nghiệm gắng sức thì chúng ta có thể làm nghiệm pháp gắng sức bằng điện tâm đồ, hoặc là chúng ta làm nghiệm pháp gắng sức bằng siêu âm tim có thuốc, hay là bằng điện tâm đồ gắng sức bằng thảm lăn hoặc bằng xe đạp.
thì chúng ta biết rồi, nếu một cái bệnh nhân mà có hẹp mạch vành, có bệnh mạch vành, có một số người họ không có đau ngực, gọi là thiếu máu cơ tim yên lặng. Tuy nhiên khi mà chúng ta gắng sức thì bác sĩ sẽ gắn những cái thiết bị để chúng ta đo nhịp tim, đo huyết áp cũng như là đo cái điện tâm đồ liên tục cho bệnh nhân. Thì khi mà bệnh nhân gắng sức lên thì trái tim chúng ta sẽ được thử thách nhiều hơn, và lúc đó cái triệu chứng của thiếu máu cơ tim hay là triệu chứng của bệnh mạch vành có thể là đau ngực hoặc là có thể biến đổi trên điện tâm đồ nó sẽ rõ ra, và chúng ta có thể chẩn đoán được cái bệnh nhân đó có bệnh mạch vành hay không, dù là bệnh nhân không có triệu chứng rõ trên lâm sàng, đau ngực rõ trên lâm sàng đó. Và đó là những cái xét nghiệm tương đối đơn giản. Còn những cái xét nghiệm tương đối cao cấp hơn chút xíu, chúng ta có ví dụ chúng ta có CT gọi là chụp cắt lớp điện toán động mạch vành, chúng ta chụp bơm thuốc cảnh quang vô trong máu và từ máu đi vô tới động mạch vành nuôi trái tim, và chúng ta chụp hình cái động mạch vành nuôi trái tim, chúng ta sẽ thấy được những cái mạch máu tim nó bị hẹp đó, thì chúng ta sẽ thấy được và chúng ta chẩn đoán được là có hẹp mạch vành và có bệnh mạch vành. Và còn một số xét nghiệm khác nữa cũng tương đối cao cấp chút xíu, đó là chúng ta làm ví dụ như xạ hình tưới máu cơ tim, hoặc là chúng ta làm chụp cộng hưởng từ tim, thì gắng sức cũng có thể giúp cho chúng ta chẩn đoán coi bệnh nhân có bệnh mạch vành hay không. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa tất cả quý vị khán giả, qua những lời chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng đã có thêm được những thông tin và biết được rằng làm thế nào để các bác sĩ có thể chẩn đoán được triệu chứng đau thắt ngực. Và sau khi đã chẩn đoán được triệu chứng đau thắt ngực rồi thì chúng ta cần phải điều trị như thế nào là điều mà tất cả chúng ta đang rất quan tâm. Xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình Điều trị đau thắt ngực. Vâng ạ, và nhắc đến vấn đề điều trị đau thắt ngực thì chúng tôi xin được hỏi giáo sư bác sĩ Quang Bình. Thưa giáo sư, như vậy thì mục tiêu của việc điều trị triệu chứng đau thắt ngực ngay từ ban đầu là gì? Và hiện nay thì chúng ta có những phương pháp điều trị đau thắt ngực nào ạ? Thưa giáo sư. Kính thưa quý vị khán giả, trong y khoa đó thì chúng ta thông thường là chúng ta điều trị một bệnh chứ ít khi nào chúng ta điều trị là triệu chứng. Vậy đau thắt ngực chỉ là một triệu chứng, mà khi mà chúng ta xác định được một người bệnh là đau thắt ngực rồi thì chúng ta phải tiếp tục làm những vấn đề cận lâm sàng, ví dụ như chỗ của bác sĩ Vũ Hoàng Vũ vừa nói, để chúng ta xác định rõ đây là đau thắt ngực, và thứ hai đau thắt ngực này là do hẹp động mạch vành, có nghĩa chúng ta phải xác định được cái bệnh thì chúng ta mới điều trị. Thì như là điều trị như là MC vừa nói, bác Ninh vừa nói đó, thì chúng ta điều trị đau thắt ngực, nhưng mà thực sự ra là chúng ta điều trị bệnh động mạch vành có tình trạng đau thắt ngực gây ra thiếu máu cơ tim cục bộ. Thì trong cái việc mà một người bị đau thắt ngực như vậy đó, có thể là ở trong cái bệnh cảnh gọi là hội chứng vành cấp hoặc là hội chứng vành mạn. Cái từ mà hội chứng vành cấp là để chỉ những trường hợp mà bị nhồi máu cơ tim cấp rất nguy hiểm đó, rất là cấp cứu đó, thì chúng tôi sẽ để trong một chuyên đề khác. Hôm nay đây là nói về điều trị mà bệnh lý động mạch vành mạn gây ra những cái cơn đau thắt ngực thì chúng tôi sẽ điều trị. Như vậy thì chúng ta biết rằng là khi mà người bệnh bị đau thắt ngực có nghĩa là bị thiếu máu cơ tim cục bộ. Mà bị thiếu máu cơ tim cục bộ có nghĩa là một cái mạch vành, một cái nhánh mạch vành là cái nhánh mà động mạch nuôi trái tim của chúng ta đó, nó bị hẹp. Mà đa số là vậy do xơ vữa động mạch. Như vậy xơ vữa động mạch ở cái chỗ động mạch vành nuôi trái tim gây ra hẹp lòng động mạch vành, gây ra cơn đau thắt ngực. Như vậy cái việc mà điều trị của chúng ta sẽ nhắm vào những mục tiêu gì? Thì trong điều trị bệnh lý động mạch vành mà đau thắt ngực như vậy, chúng ta nhắm vào ba mục tiêu. Thứ nhất là chúng ta phải làm sao cho người bệnh không còn đau thắt ngực nữa, hay là giảm thiểu cái tần suất cũng như là cường độ của cái đau thắt ngực này để tăng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân lên. Đó là chuyện mục tiêu thứ nhất là chúng ta phải làm. Mục tiêu thứ hai đó là chúng ta phải làm sao là cái chỗ hẹp mạch vành đó nó đừng có vỡ ra, nó nứt ra, nó từ đang ổn định như vậy đau ngực coi mà nó tiến tới nhồi máu cơ tim cấp, có nghĩa là chúng ta phòng ngừa cái biến cố nhồi máu cơ tim cấp hay là tử vong do đột ngột do cái chuyện bệnh mạch vành nó vỡ, nó nứt vỡ ra. Mục tiêu thứ ba đó là chúng ta phải ngăn chặn cái tiến trình bệnh của nó. Thì chúng ta biết rằng nhánh hệ thống động mạch vành chúng ta rất là rộng, rất là nhiều nhánh. Bệnh nhân bị đau ngực là bị hẹp một chỗ, nếu bây giờ chúng ta phải điều trị làm sao cho những chỗ khác nó đừng có tiến triển, nó đừng có hẹp thêm. Vậy điều trị bệnh lý động mạch vành chúng ta phải nhắm vào ba mục tiêu: giảm bớt cơn đau, hết cơn đau; hai là ngăn ngừa những cái biến chứng cấp tính; và thứ ba nữa là ngăn ngừa chẩn đứng cái tiến triển của bệnh trên hệ thống động mạch vành của chúng ta.
Bây giờ về mặt điều trị thì chúng ta có những cái phương pháp điều trị nào? Thì thông thường trong mặt điều trị thì chúng ta có 3 phương pháp điều trị. Thứ nhất đó là điều trị nội khoa. Điều trị nội khoa có nghĩa là sao? Là chúng ta chỉ dùng thuốc để điều trị cho người bệnh thôi. Những thuốc đó làm giảm bớt hay là loại trừ cái cơn đau thắt ngực. Những thuốc đó có thể ngăn ngừa được những cái biến cố mạch vành cấp có thể xảy ra, có thể là ngăn ngừa cái sự tiến triển của bệnh, thêm những cái chỗ hẹp mới, vân vân. Đó là điều trị nội khoa, chúng ta dùng thuốc. Hai là cái điều trị mà can thiệp, khi nào mà chúng ta thấy rằng điều trị dùng thuốc nó không có gọi là cải thiện được thì chúng ta sẽ dùng tới biện pháp và điều trị can thiệp. Nói một cách nôm na đó là chúng ta dùng bóng để mà chúng ta nông cái chỗ hẹp đó ra, đặt một cái khung giá đỡ vào đó để cho nó rộng ra thêm, nó không có bị hẹp trở lại. Đó là điều trị can thiệp, chúng ta thông qua đưa vào trong dụng cụ lòng mạch máu để chúng ta làm thôi. Và việc phương pháp thứ ba đó là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, có nghĩa là khi mà chúng ta không thể can thiệp được chỗ đó nó cứng nó dài, chúng ta không can thiệp được thì chúng ta phải làm một cái phẫu thuật đại phẫu. Đó là chúng ta dùng những cái đoạn mạch máu để chúng ta nối từ cái chỗ mà trước chỗ hẹp cho đến sau chỗ hẹp để dòng máu đi qua cái cầu nối đó đến tưới cho cái vùng máu phía sau chứ không có phải qua cái chỗ hẹp nữa. Thì đó là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Dĩ nhiên là còn những phương pháp khác nhưng mà nó chưa công nhận chính thức, thì chúng ta chưa ba cái phương pháp chính để mà chúng ta điều trị như vậy thôi. Và về vấn đề chi tiết hơn điều trị như thế nào, chỉ định như thế nào, vân vân, thì bác sĩ Vũ Quang Vũ sẽ trình bày thêm cho quý vị. Dạ, xin được cảm ơn giáo sư bác sĩ Quang Bình. Như vậy thì chúng ta sẽ dựa vào diễn tiến của bệnh khác nhau mà chúng ta sẽ có những biện pháp điều trị riêng biệt cho phù hợp. Như vậy thì trong trường hợp nào thì người bệnh được khuyến khích là điều trị không dùng khi mà được khuyến khích điều trị không dùng thuốc thì cần phải đảm bảo những yêu cầu như thế nào? Xin được mời thạc sĩ bác sĩ Vũ Hoàng Vũ ạ. Thưa quý vị khán giả, thì giống như cái phần trình bày của giáo sư Trương Quang Bình, chúng ta có 3 phương pháp để chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong việc điều trị bệnh nhân bị đau thắt ngực mà do bệnh mạch vành đó. Thì phương pháp thứ nhất là chúng ta điều trị nội khoa, phương pháp thứ hai là chúng ta có thể chụp và can thiệp động mạch qua da, phương pháp thứ ba là có thể phẫu thuật bắt cầu mạch vành. Thì cái việc điều trị nội khoa đó thì nó bao gồm có cái phần chúng ta dùng thuốc và không dùng thuốc, có nghĩa là dùng thuốc mục đích là để giúp cho chúng ta cải thiện triệu chứng đau ngực và chúng ta giảm các biến cố nhồi máu cơ tim cũng như là tử vong cho bệnh nhân bị bệnh mạch vành. Và cái phương pháp mà rất quan trọng trong cái phương pháp điều trị nội khoa đó là chúng ta phải điều trị, có cái phương pháp gọi là điều trị không dùng thuốc. Không dùng thuốc là như thế nào? Là chúng ta cố gắng làm gì, chúng ta điều chỉnh các lối sống của chúng ta, kiểm soát các yếu tố nguy cơ sinh hoạt sao cho phù hợp. Thì phương pháp mà điều trị không dùng thuốc nó có một số cái nguyên tắc cơ bản, ví dụ như chúng ta có nguyên tắc là khi chúng ta ăn uống sinh hoạt, ví dụ ăn uống thì chúng ta nên ăn uống một cái chế độ ăn hợp lý, đạm đường mỡ nó cân đối, không được ví dụ chế độ ăn mà chúng ta ăn toàn là đạm không thì cũng không có hợp lý, toàn là tinh bột không thì cũng không hợp lý. Chúng ta nên cân đối cái chế độ ăn và chúng ta có một cái gọi là chuyên khoa về dinh dưỡng để chúng ta có thể được tư vấn khi chúng ta có bệnh mạch vành. Thì chế độ ăn nói chung á, thì chúng ta nên ăn chế độ ăn nhiều chất xơ và nhiều vitamin cũng như nhiều rau thì nó sẽ hợp lý hơn. Và đương nhiên chúng ta cũng không nên ăn nhiều mỡ vì chúng ta biết là mỡ động vật bão hòa thì nó sẽ làm tăng cholesterol trong máu, nó làm tích tụ mỡ ở chỗ màng xơ vữa và có thể làm cho cái mạch vành nó sẽ bị tiến triển hẹp nặng hơn và chúng ta đau thắt ngực nhiều hơn và thậm chí là nhồi máu cơ tim. Nếu vậy chế độ ăn uống chúng ta nên hợp lý. Và cái nguyên tắc tiếp theo là chúng ta nên nên là chúng ta ăn chế độ ăn cũng ít muối thôi, đừng có nhiều muối quá, đặc biệt là những người mà có bệnh mạch vành đau thắt ngực á, và có kèm theo tăng huyết áp. Thì những người mà có vừa có tăng huyết áp vừa có bệnh mạch vành thì chúng ta biết rồi, nếu huyết áp mà chúng ta càng tăng cao thì làm cho trái tim của chúng ta nó càng bị gánh nặng và đau ngực sẽ nhiều hơn đó. Và nếu vậy thì chúng ta cố gắng hạn chế muối thì làm cho cái việc kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân nó sẽ dễ dàng hơn và nó dễ đạt được cái mục tiêu huyết áp hơn, thì chúng ta sẽ bớt cái triệu chứng đau ngực cho bệnh nhân đó. Và nếu mà bệnh nhân có hút thuốc lá thì chúng ta phải khuyên bệnh nhân ngưng thuốc lá, bởi vì chúng ta biết là hút thuốc lá nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bệnh mạch vành cũng như làm nặng hơn tình trạng bệnh mạch vành hiện có của bệnh nhân nữa, thì chúng ta phải khuyên bệnh nhân phải bỏ hoàn toàn thuốc lá đó. Rồi nếu mà chúng ta có
bệnh nhân có tiểu đường thì chúng ta cũng phải cố gắng kiểm soát tiểu đường, đường huyết cho thật tốt cho bệnh nhân. Và chế độ sinh hoạt hàng ngày thì theo khuyến cáo thì người ta cố gắng là mỗi ngày nên tập luyện thể dục mức độ trung bình khoảng chừng 30 phút, và một tuần thì trung bình là 150 phút một tuần thì chúng ta tập luyện thể dục thêm. Đó là những cái chế độ mà sinh hoạt lành mạnh để mà giúp chúng ta có thể kiểm soát được các yếu tố nguy cơ, cũng như là chúng ta hạn chế cái việc tiến triển của bệnh mạch vành thêm. Đó là chế độ không dùng thuốc. Tôi xin nhấn mạnh là chế độ không dùng thuốc này rất quan trọng trong một cái bệnh nhân, cũng như là trong cái việc mà bác sĩ giúp bác sĩ mà điều trị tốt cho bệnh nhân, cũng như là bệnh nhân đạt được những mục tiêu, thì việc điều trị không dùng thuốc này rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không có tập trung vào cái việc này, kiểm soát cái yếu tố nguy cơ cũng như chế độ sinh hoạt dinh dưỡng đầy đủ, thì những cái việc dùng thuốc của chúng ta nó sẽ bị hạn chế hoặc là nó giảm hiệu quả đi rất là nhiều. Và cũng xin được hỏi thêm bác sĩ Hoàng Vũ ạ, đến mức độ nào thì người bệnh cần phải bắt buộc nhận điều trị nội khoa, thậm chí là các thủ thuật về tim mạch ạ? Kính thưa quý vị, thì giống như cái phần trình bày của giáo sư Trương Quang Bình, thì chúng ta biết là điều trị nội khoa đối với những bệnh nhân mà đau thắt ngực, bệnh mạch vành đó là điều trị cơ bản, nền tảng và rất quan trọng. Cho nên tất cả những bệnh nhân dù là có bệnh mạch vành, một khi đã được chẩn đoán rồi, dù là mức độ nặng, nhẹ hay là trung bình, thì tất cả đều nên được có cái nền tảng là điều trị nội khoa. Và cái việc điều trị nội khoa của chúng ta sẽ dành cho những bệnh nhân như thế nào, những bệnh nhân có bệnh mạch vành không có nặng, hẹp không nhiều, và những bệnh nhân đó có triệu chứng đau ngực không có nhiều. Còn nếu như những bệnh nhân mà có hẹp động mạch vành nặng, hẹp nặng 90-95%, hoặc là bệnh nhân có đau ngực rất nhiều, dù là chúng ta đã điều trị nội khoa rồi, các thuốc điều chỉnh lối sống vân vân, tất cả các thứ rồi mà bệnh nhân vẫn còn đau ngực rất nhiều, thì cái việc điều trị nội khoa lúc đó nó không đủ. Lúc đó chúng ta phải phối hợp thêm các phương pháp điều trị khác. Chúng ta có hai phương pháp giống như giáo sư Bình đã trình bày. Đó là chúng ta phải cố gắng hai phương pháp đó, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để tái thông cái động mạch vành bị hẹp, nong rộng nó ra, hoặc là tái thông nó để cho giúp cho máu đến nuôi trái tim nhiều hơn. Đó thì giúp cho bệnh nhân sẽ cải thiện rất nhiều triệu chứng đau ngực, cũng như là giúp cho cải thiện cái tiên lượng sau này, ít bị nhồi máu cơ tim cũng như các biến cố tim mạch cho bệnh nhân hơn. Đó là hai phương pháp, là chúng ta có chụp can thiệp vào vành qua da là stent, và phương pháp thứ hai là phương pháp chúng ta phẫu thuật bắt cầu mạch vành. Nếu vậy thì hai phương pháp sau thì để dành cho những trường hợp mà chúng ta thấy là hẹp rất là nặng, mạch vành hẹp rất là nặng, hoặc là chúng ta uống thuốc điều trị nội khoa cái đáp ứng với tình trạng thuốc các bệnh nhân vẫn còn đau ngực rất nhiều. Và để giúp cho những người bệnh của chúng ta có thể an tâm hơn và bớt lo lắng thì cũng xin mời giáo sư bác sĩ Quang Bình có thể chia sẻ thêm chi tiết về những pháp điều trị mà các bác sĩ tim mạch của chúng ta hiện nay áp dụng. Và ngoài ra thì đối với người bệnh khi mà được yêu cầu dùng thuốc hay là phải làm thủ thuật, thậm chí là phải phẫu thuật thì người bệnh họ cần phải lưu ý những điều gì thưa giáo sư? Đầu tiên là nói chi tiết hơn về các biện pháp điều trị, thì như hồi nãy là tôi cũng có vừa trình bày, cũng như là bác sĩ Vũ Quần Vũ vừa trình bày đó, thì cái phương pháp điều trị nội khoa là phương pháp điều trị nền tảng. Những cái người mà bị đau thắt ngực, bị bệnh một phần mà mãn tính ổn định này đó là chiếm số lượng nhiều, và với cái điều trị như vậy đó là chúng ta thành công khá nhiều. Chỉ có một số ít thôi là chúng ta thấy là vì không chú ý để nó trễ quá thì vấn đề điều trị nội khoa nó mới không có được hiệu quả, và lúc đó chúng ta mới cần thêm can thiệp động mạch vành hay là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Thì với những cái sự tiến bộ của khoa học hiện nay đó, thì việc mà điều trị can thiệp động mạch vành nó rất là an toàn, tỷ lệ thành công có thể là 98%, biến cố thì rất là ít. Thì như vậy cái việc mà trải qua bệnh can thiệp động mạch vành cũng không phải là lo. Và về phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, tuy là một cái phẫu thuật lớn như vậy đó, chúng ta phải gây mê, chúng ta phải trải qua cái tình trạng phẫu thuật lớn, đại phẫu như vậy, nhưng mà với những cái tiến bộ ngày nay về mặt phẫu thuật, về mặt kỹ thuật, dụng cụ, cũng như là về mặt hồi sức sau đó, thì cái kết quả cũng rất là mỹ mãn, hiệu quả lâu dài cũng rất là tốt. Như vậy thì khi mà chúng ta bị bệnh động mạch vành, bị đau thắt ngực như vậy, thì cái việc điều trị là đầu tiên là phải nội khoa. Còn những cái trường hợp nào mà quá lắm rồi thì chúng ta mới tính tới chuyện can thiệp động mạch vành cũng như là phẫu thuật bắt cầu nội vành. Nói như vậy để cho quý vị an tâm hơn khi mà chúng ta có tình trạng mà đau thắt ngực.
những cái điều lưu ý như thế nào. Thì tôi xin có ba cái lưu ý đối với những cái người bệnh động mạch vành mà đang điều trị nội khoa, hay là đã được đặt stent động mạch vành, hoặc là sắp sửa phẫu thuật bắt cầu mạch vành, vân vân. Thì điều trị nội khoa là một cái điều trị nền tảng mà chúng tôi đã nói là nó nhắm vào ba mục tiêu là hết giảm cái hết đau ngực. Thứ hai nữa đó là ngăn ngừa bị nhồi máu cơ tim cấp, bị đột tử, vân vân. Thứ ba nữa là bệnh không tiến triển nữa, thậm chí có thể tái triển. Như vậy và tất cả những cái điều này là một cái điều trị lâu dài thì mới đạt được cái kết quả đó, chứ không phải chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, ngay cả 1 năm không có đạt được kết quả đó, mà chúng ta phải uống lâu dài. Tại vì cái quá trình mà xơ vữa động mạch hẹp thì nó tiến triển từ 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 từ, chúng ta muốn chặn đứng lại, thoái lui nó lại, thì cái chuyện này phải tác động lâu dài. Việc thứ hai là đối với những người mà sắp sửa can thiệp động mạch vành, hoặc là sau khi can thiệp động mạch đặt stent rồi, thì cái việc mà chúng ta can thiệp động mạch vành đó, chúng ta chỉ làm nong cái chỗ hẹp đó ra, chúng ta đặt một cái stent, một khung giá đỡ gì đó cho nó đừng hẹp trở lại thôi. Nhưng mà nó chỉ giúp cho chúng ta giảm cái đau ngực đó thôi, và có thể xảy ra cái biến cố ít thôi. Nhưng mà những cái chỗ khác, những cái nhánh mạch vành khác vẫn có thể tiến triển. Bởi vậy, sau khi đặt stent động mạch vành rồi, vẫn phải uống thuốc để mà có thể là ngăn ngừa những cái biến cố sắp tới, sắp xảy ra, ngăn ngừa cái bệnh lý xơ vữa động mạch nó tiến triển, và đồng thời cũng phải uống thuốc để mà bảo vệ cái stent mà mình mới vừa đặt vào. Như vậy, sau khi đặt stent rồi, tránh cái tư tưởng là bệnh đã hết, mà vì chúng ta giải quyết được chỗ hẹp đó, chúng ta phải tiếp tục uống thuốc để mà bảo vệ cái stent, đồng thời là ngăn ngừa cái sự tiến triển của bệnh. Đối với những người phẫu thuật bắt cầu động mạch vành thì có thể nó sẽ bị nhiều chỗ hẹp hơn, tình trạng bệnh nặng hơn. Thì như vậy sau khi mà phẫu thuật bắt cầu động mạch vành rồi thì cũng tương tự như là người mà sau khi đặt stent vẫn phải uống thuốc đều đặn để ngăn ngừa bệnh tiến triển, để mà có thể giữ vững được cái kết quả đó. Thì đó là những cái lời khuyên tất cả những cái người bệnh nhân bị bệnh động mạch vành cần lưu ý, dù cho mình điều trị nội khoa, hay là đặt stent động mạch vành, hay là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, thì phải nhớ những cái lưu ý đó để có thể là khống chế được tình trạng bệnh của mình. Và cái chất lượng cuộc sống cũng như cả thời gian sống của mình sẽ tăng lên. Vâng, thưa tất cả quý vị khán giả, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe các bác sĩ của chương trình chia sẻ về các biện pháp điều trị cơn đau thắt ngực, một trong những triệu chứng điển hình của bệnh động mạch vành. Và sau khi mà chúng ta biết được những biện pháp điều trị rồi, thì một trong những vấn đề mà chúng ta cũng đang rất quan tâm đó chính là cái việc phòng ngừa những biến cố có thể xảy ra đối với cơn đau thắt ngực nói riêng và bệnh động mạch vành nói chung là gì. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần 3 của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với phòng ngừa các biến cố tim mạch. Và nhắc đến việc phòng ngừa thì chúng tôi xin được hỏi thạc sĩ bác sĩ Hoàng Vũ ạ. Thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta có những nguyên tắc nào mà người bệnh cần phải đặc biệt quan tâm trong việc phòng ngừa ạ? Kính thưa quý vị, thì để phòng ngừa các biến cố tim mạch cho bệnh nhân đó, thì những bệnh nhân bị bệnh mạch vành đó, thì giống như giáo sư Bình đã trình bày rồi, chúng ta có các phương pháp dùng thuốc cũng như là không dùng thuốc. Thì nói riêng về vấn đề liên quan đến chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân đó, thì chúng ta có một số cái nguyên tắc trong chế độ dinh dưỡng cho những người bị bệnh mạch vành. Thì ví dụ chúng ta có nguyên tắc thứ nhất là nếu mà chúng ta cái phần dinh dưỡng rất là quan trọng, thì nếu mà chúng ta bị bệnh mạch vành thì cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta nên hợp lý. Hợp lý là như thế nào? Hợp lý là chúng ta nên để chế độ dinh dưỡng nó phải sao cho bệnh nhân ăn uống mà cảm thấy ngon miệng, và phải hài hòa cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta. Đạm, đường, mỡ nó phải tương đối cân đối, và nhiều chất xơ cũng như là vitamin. Nguyên tắc số 2 á, là chúng ta có như đã trình bày lúc nãy, chúng ta có là việc dùng muối, lượng muối hấp thu vô mỗi ngày chúng ta nên hạn chế, vì chúng ta biết là bệnh mạch vành, tăng huyết áp nó sẽ hay đi chung với nhau. Nếu vậy thì cái lượng muối nhiều quá thì nó sẽ có thể làm cho huyết áp chúng ta sẽ khó kiểm soát hơn, và nếu vậy thì làm cho bệnh vành nó cũng sẽ khó kiểm soát hơn. Đó là nguyên tắc thứ hai. Và nguyên tắc thứ ba liên quan đến các thức ăn, thì chúng ta biết rồi, khi chúng ta trái tim của chúng ta mà hoạt động càng nhiều á, thì lúc đó nó sẽ làm cho triệu chứng càng nhiều. Thì nếu vậy thì những cái chế độ ăn của chúng ta mà ăn những thức ăn mà
ít tiêu hóa, có nghĩa là tiêu hóa nó kém và nó chậm, nó sẽ làm cho cái hoạt động của đường tiêu hóa của chúng ta nó sẽ nhiều hơn bình thường. Và nhiều hơn bình thường thì có khi trái tim chúng ta phải gắng sức nhiều hơn chút xíu, nó có thể làm cho trái tim chúng ta đau nhiều hơn và chúng ta có thể có triệu chứng nhiều hơn. Nếu vậy thì cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta cũng ăn những thức ăn mà nên là nó dễ tiêu hóa hơn, và những thức ăn mà khó tiêu hóa thông thường lại là liên quan đến mỡ máu, có nghĩa là những thức ăn mà có axit, có cái axit béo bão hòa đó. Những thức ăn đó thì thường á, thường nó sẽ làm cho khó tiêu hóa. Ngoài cái việc khó tiêu hóa, nó còn làm tăng cái mỡ máu ở trong người chúng ta nữa, làm tăng cái mức độ nặng của bệnh mạch vành. Đó là nguyên tắc thứ ba. Và nguyên tắc thứ tư á, thì liên quan đến chế độ ăn thì người ta khuyên đó là chúng ta không nên ăn khuya quá. Bởi vì nếu mà chúng ta ăn khuya, ví dụ người ta làm cái nghiên cứu là ăn cái bữa ăn cuối cùng của chúng ta là 6 giờ tối so với 10 giờ tối, và bệnh nhân sau đó 11 giờ đi ngủ, thì ta thấy rằng nếu mà những người mà ăn trễ mà 10 giờ tối thì nó có cái tình trạng cholesterol nó sẽ khó kiểm soát hơn, nó sẽ tăng nhiều hơn so với người bình thường đó. Cho nên nếu vậy thì chúng ta cái cử cuối cùng chúng ta ăn nên nên là vào buổi buổi chiều tối khoảng 6 đến 7 giờ tối thôi, đừng ăn quá khuya. Ăn khuya như vậy nó sẽ làm cho dạ dày chúng ta nó đầy, nó dễ khó tiêu hóa, cũng như làm cho cái cholesterol máu của chúng ta nó sẽ khó kiểm soát hơn. Và nguyên tắc thứ năm á là chúng ta giống như lúc nãy nói lúc nãy chúng ta thấy là hút thuốc lá là nên 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 ngưng, nên bỏ. Vì chúng ta nghiên cứu thấy là đối với nam giới hút thuốc lá thì sẽ tăng cái nguy cơ mà mắc bệnh tim mạch, bệnh mạch vành lên đến 10 lần, nữ giới là 4,5 lần. Nên nếu vậy việc chúng ta phải cái chế độ chúng ta phải ngưng cái thuốc lá là cái điều mà chúng ta đi kèm trong chế độ dinh dưỡng đó. Bởi vì những người hút thuốc lá thường họ họ hút thuốc lá họ ăn mới ngon với vị đó, cho nên nếu vậy chúng ta cũng phải cố gắng khuyên người ta phải ngưng thuốc lá để bảo vệ chính cái người bệnh nhân đó, cũng như bảo vệ những người xung quanh hút thuốc lá thụ động. Đó là một số cái nguyên tắc trong cái việc mà chúng ta điều chỉnh lối sống cũng như chế độ ăn cho những người bị bệnh mạch vành. Như vậy thì với những nguyên tắc mà bác sĩ Hoàng Vũ vừa chia sẻ, cũng xin được hỏi giáo sư bác sĩ Quang Bình liệu rằng thì với những nguyên tắc này nó có khác nhau theo từng nhóm đối tượng hay là theo từng độ tuổi hay không ạ? Xin cảm ơn bá Niên. Xin thưa quý vị thì trong điều trị, ngay cả điều trị bệnh hay là điều trị phòng ngừa các cái biến cố xảy ra gì đó, thì những cái nguyên tắc như bác sĩ Vũ Hoàng Vũ vừa trình bày, thì bây giờ một cái nguyên tắc nữa trong cái điều trị đó là phải cá thể hóa. Trong y khoa có những từ cá thể hóa. Cá thể hóa có nghĩa là sao? Chúng ta có những nguyên tắc vậy nhưng mà áp dụng ở mỗi bệnh nhân sẽ là khác nhau. Ví dụ đối với người tăng huyết áp thì chúng ta tập trung vào chuyện hạ huyết áp rồi, thì cái chế độ ăn uống đó, ví dụ như chế độ mà ăn lạc đó của bệnh nhân, nó giảm cái lượng muối cho người bệnh đó, thì chúng ta phải áp dụng nghiêm ngặt. Tại vì chắc chắn rằng cái việc mà chúng ta ăn nhiều muối là một cái yếu tố mà làm cho huyết áp tăng lên nhiều, khó kiểm soát. Mà khi huyết áp tăng lên nhiều khó kiểm soát là có thể xảy ra biến cố tim mạch. Ví dụ như một người thừa cân béo phì thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống khác hẳn, là giảm lượng calorie cho đưa vào cơ thể cho người bệnh, cũng như là phải tăng cường cái tập luyện nhiều hơn so với những cái người mà không có thừa cân béo phì, hoặc là những người mà có rối loạn mỡ trong máu. Rối loạn mỡ trong máu có nghĩa là rối loạn mà tăng cholesterol trong máu nhiều, thì như bác sĩ Vũ Hoàng Vũ chúng ta phải áp dụng nghiêm ngặt cái chuyện ăn uống để mà giảm cái cholesterol trong máu, đồng thời cũng phải tập luyện làm sao đó để mà có thể làm tăng cái cholesterol tốt trong máu nữa. Vậy thì một cái chuyện cá thể hóa là chúng ta phải thực hiện trong cái chế độ ăn uống. Ví dụ như đái tháo đường, với người đái tháo đường là một yếu tố nguy cơ rất là quan trọng. Khi mà bị đái tháo đường sẽ tăng cái nguy cơ bị bệnh tim mạch lên gấp 2 lần so với những cái người mà không có đái tháo đường. Thì nếu mà như vậy đó, thì cái chế độ ăn về cái chất bột của người bệnh là phải được kiểm soát. Làm sao đó ăn ít cái chất bột, carbohydrate phải ít, và phải chia đều những cái bữa ăn đó ra để làm sao đó cái lượng carbohydrate, lượng đường hấp thụ vào không có nhiều, và nó sẽ đều đặn ở cái mức đó, nó không dao động nhiều trong cái máu của chúng ta, thì sẽ có những cái tác dụng tốt. Như vậy về chuyện điều trị chắc chắn là có sự khác nhau giữa các lứa tuổi, giữa các nhóm người, và chuyện này trước khi mà bước vào điều trị cho người bệnh đó, thường thường là bác sĩ sẽ có một gọi là phân tầng nguy cơ. Phân tầng nguy cơ sao là cái nguy cơ người này sẽ có khả năng xảy ra biến cố tim mạch nhiều hay ít, thì có thể là bác sĩ sẽ phân tầng nguy cơ rất cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp, và dựa vào cái nguy cơ đó
thì cái tốc độ kiểm soát các yếu tố nguy cơ cũng như là những cái biện pháp điều trị cụ thể hay là chế độ ăn cụ thể sẽ được đưa ra cho người bệnh. Thì với cái nguyên tắc là cá thể hóa, xác định rõ từng người bệnh thì chúng ta mới có cái sự thay đổi cái biện pháp luyện tập hoặc là biện pháp điều trị, và đặc biệt là chế độ ăn uống sẽ thay đổi với những người bệnh khác nhau, đó là điều chắc chắn. Dạ, vâng thưa giáo sư vừa đề cập đến vấn đề là đối với người bệnh, bên cạnh việc chúng ta có một chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải có một chế độ tập luyện phù hợp. Thế nhưng khi mà chúng ta vận động tập luyện với cường độ cao hoặc là quá sức thì điều này nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tim mạch. Vậy thì như thế nào là một chế độ tập luyện đúng cách ạ, thưa giáo sư? Chúng ta biết rằng là đối với chúng ta thôi chứ chưa cần phải là người bệnh tim mạch đó, thì phải có một cái chế độ tập luyện. Đây là một cái phần không thể thiếu trong cái phòng ngừa bệnh tim mạch cũng như là trong cái điều trị bệnh tim mạch. Và trong chế độ tập luyện như vậy thì chắc chắn là phải cá thể hóa. Mỗi cá nhân sẽ phù hợp với một cái chế độ tập luyện riêng, phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của mình, phù hợp với tình trạng tim mạch của mình. Thì tập luyện đầu tiên là chắc chắn là nó mang lại lợi ích rất nhiều. Tập luyện sẽ làm tăng cái sức bền về thể lực của chúng ta. Tập luyện lâu dài đó có thể làm giảm bớt huyết áp. Tập luyện lâu dài đó có thể làm giảm bớt cái cân nặng của chúng ta. Tập luyện lâu dài cũng giúp chúng ta kiểm soát đường huyết. Tập luyện lâu dài giúp chúng ta kiểm soát được cái cân nặng chúng ta, và có thể là kiểm soát được mỡ trong máu, tăng những cái loại mỡ mà mỡ tốt, giảm cái mỡ xấu trong máu của chúng ta đi. Thì nói về cái lợi ích của chuyện tập luyện là như vậy. Thì trong tập luyện đó người ta cứ chia làm hai cái kiểu hay là hai mức độ, đó là tập luyện và mới mức độ vận động trung bình và tập luyện với mức độ vận động nặng, cường độ cao đó. Thì tập luyện với cường độ mức độ trung bình đó thì thông thường thì với một cái người mà không có chống chỉ định gì đó thì có thể tập luyện tối thiểu là 150 phút mỗi tuần, và chúng ta có thể chia đều ra mỗi ngày là 25 phút vân vân, hoặc là chúng ta tối thiểu là cũng phải được 5 ngày mỗi ngày 30 phút, thì như vậy thì gọi là đạt được cái mức độ là tập luyện mức độ trung bình. Còn nếu mà chúng ta tập luyện mức độ nặng đó, cường độ nặng thì chỉ cần là 75 phút thôi là được rồi, còn mỗi ngày chúng ta tập 15 20 phút thôi là được rồi. Thì mức độ trung bình là sao? Tức là chúng ta đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, tất cả những cái điều đó thì có thể là tập luyện ở mức độ trung bình. Còn nếu mà chúng ta tập mà gọi là nâng tạ, vân vân, chạy bộ nhanh, thì cái đó là những cái tập luyện mà cái cường độ nó cao hơn thì cái thời gian nó ngắn hơn. Dĩ nhiên là những cái người mà có tình trạng suy tim thì chúng ta phải có một cái chế độ tập luyện liên phục hồi chức năng cho người suy tim. Thì các bác sĩ tim mạch sẽ có cái chỉ định là chúng ta tập luyện như thế nào, làm nóng trước rồi tập thời gian bao lâu, tập cái đó là không có sức lực thụ động thôi, sau là chúng ta tăng lên sức lực. Thì cái đó khi mà đã có tình trạng suy tim rồi thì bắt buộc là bác sĩ tim mạch phải đề ra một cái chế độ riêng cho cái người tập luyện suy tim. Đối với những người bệnh lý động mạch vành đó, nếu mà còn chưa có kiểm soát được cơn đau thắt ngực đó, thì chúng tôi chỉ thấy tập nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà đã kiểm soát đau thắt ngực rồi đó thì chúng ta sẽ tập luyện ở mức độ trung bình, làm sao để tăng cường cái sức dẻo dai của mình và cải thiện được các cái yếu tố nguy cơ hiện thời chúng mình mà có thôi. Thì tôi nghĩ là phải cá thể hóa tùy theo tình trạng bệnh lý của mình, tùy theo loại bệnh của mình, để chúng ta có thể áp dụng được mức độ tập nhẹ hay là tập cường độ trung bình hay là tập cường độ nặng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta phải tập luyện, tại vì chắc chắn cái việc tập luyện đó sẽ có lợi ngay cả cho người suy tim, người bệnh động mạch, người tăng huyết áp, hay là có những cái yếu tố nguy cơ sẽ dẫn dẫn tới bệnh tim mạch, đều có lợi hết. Xin được cảm ơn giáo sư bác sĩ Quang Bình. Trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là so với nhóm độ tuổi của thanh thiếu niên thì người cao tuổi thường sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều, cả về chế độ dinh dưỡng và cả về chế độ tập luyện. Và đây cũng là nhóm người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn hẳn. Vậy thì nhân đây cũng xin mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Phủ sẽ có một vài lời khuyên lưu ý dành riêng cho những người cao tuổi ạ. Kính thưa quý vị, thì chúng ta biết là người lớn tuổi đó thì thường là khả năng nhai cũng cũng kém hơn người trẻ tuổi, rồi chúng ta có khả năng tiêu hóa hấp thu cũng kém hơn chút xíu,
Và cái nhu cầu năng lượng của người lớn tuổi thì thường cũng không có nhiều như người trẻ tuổi. Và thường á, khi chúng ta người lớn tuổi thì thường có kèm theo các bệnh lý khác đi kèm ngoài cái bệnh mạch vành. Ví dụ chúng ta có đái tháo đường, chúng ta có tăng huyết áp hoặc các bệnh lý khác. Thì nếu vậy thì ngoài cái các thuốc điều trị cho bệnh mạch vành thì người lớn tuổi thì có thể phải dùng thêm các thuốc khác để điều trị các bệnh lý khác kèm theo, bệnh nền kèm theo. Thì khi mà chúng ta uống nhiều thuốc, dùng nhiều thuốc cho những người lớn tuổi thì sẽ làm cho cái việc mà ăn uống hàng ngày của bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng. Đó, thì nếu vậy thì để đảm bảo được cái chế độ dinh dưỡng cho người lớn tuổi thì thông thường á, chúng ta biết là người lớn tuổi thì khả năng tiêu hóa hấp thu cũng hơi giảm rồi, thì chúng ta nên chia cái bữa ăn của người lớn tuổi ra nhiều hơn chút xíu so với người trẻ. Ví dụ chúng ta có thể chia cái cữ ăn ra từ 4 đến 6 lần trong một ngày và chia nhỏ bữa ăn ra, thì như vậy thì sẽ dễ mỗi lần ăn chút chút thì cái khả năng hấp thu nó sẽ tốt hơn. Và thứ hai là chúng ta nên nên đa dạng cái khẩu phần ăn, có nghĩa chúng ta thay đổi đa dạng các khẩu phần ăn theo từng ngày, theo từng tuần để giúp cho người lớn tuổi ăn uống cảm thấy ngon miệng hơn, ngon miệng hơn. Chứ nếu chúng ta để cho một cái chế độ ăn mà tương đối là nó hơi lặp lại đó thì làm cho người lớn tuổi sẽ ăn uống sẽ cảm thấy không có ngon, không ngon thì đương nhiên thì sẽ khó khăn trong cái việc mà chúng ta giúp cho người lớn tuổi có đầy đủ năng lượng cũng như là những cái nhu cầu năng lượng hàng ngày của người lớn tuổi. Và chúng ta cũng hạn chế ăn những thực phẩm mà đóng sẵn, những chất khó tiêu như là chúng ta có mỡ hoặc là thực phẩm mà đóng gói sẵn, thì như vậy sẽ làm cho cái việc khó tiêu hóa hơn ở người lớn tuổi nó lại càng khó hơn nữa, thì sẽ làm cho cái việc ăn uống sẽ lại càng khó kiểm soát. Thì chúng ta ăn uống cho người lớn tuổi nên những chất mà dễ tiêu hóa hơn, như là rau, những chất xơ, những vitamin thêm để mà bổ sung khoáng chất. Và chúng ta lưu ý là người lớn tuổi có hai cái vấn đề lớn, đó là vấn đề thứ nhất là cái ăn uống không đầy đủ và có thể là thiếu nước. Nếu mà uống nước không đầy đủ thì chúng ta sẽ làm cho bệnh nhân người lớn tuổi sẽ dễ bị thiếu nước lắm. Nếu vậy thì chúng ta nên bổ sung cái lượng nước sao cho đủ cho mỗi ngày theo nhu cầu của mỗi người. Mà trung bình thì ta sẽ tính là khoảng chừng 30 ml cho 1 kg cân nặng, thì tính trung bình ra một người 50 kg là khoảng 1,5 lít một ngày, người 60 kg nó khoảng chừng gần 2 lít một ngày, thì một trung bình là khoảng 1,5 lít đến 2 lít một ngày là vừa đủ cho cái người lớn tuổi. Và người lớn tuổi hay bị thiếu nước lắm bởi vì ta uống không có đủ. Rồi còn vấn đề tiếp theo là người lớn tuổi mà có bệnh mạch vành, có các bệnh lý đi kèm, chúng ta hay bắt bệnh nhân yêu cầu ăn kiêng khem nhiều, thì chúng ta lưu ý là kiêng khem nhưng mà phải đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân, chứ nếu không thì có thể làm giảm cái khối cơ và làm giảm giảm cái khả năng vận động cũng như là khả năng đi lại của bệnh nhân thì rất là phiền phức. Nếu vậy thì chúng ta lưu ý là người lớn tuổi thì chúng ta phải đảm bảo được đầy đủ năng lượng và đảm bảo được đủ nước cho bệnh nhân để mà bệnh nhân có thể sinh hoạt được tương đối như bình thường. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Vũ. Thưa tất cả quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe sẻ chia, chương trình do Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đối phối hợp với các đơn vị tài trợ thực hiện. Và đây là chương trình được diễn ra với hình thức tương tác. Tất cả quý vị khán giả khi theo dõi chương trình, nếu như chúng ta có những câu hỏi nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi trong phần comment dưới video này để các bác sĩ sẽ giải đáp cho tất cả quý vị ở phần sau chương trình. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trao đổi cùng với các bác sĩ của chương trình. Cũng xin được hỏi thạc sĩ bác sĩ Hoàng Vũ ạ. Và trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì đối với những người mắc bệnh tim mạch thì đây là nhóm đối tượng nguy cơ bệnh nền sẽ dễ có tiến triển bệnh nặng hơn nếu như mà chẳng may nhiễm phải COVID. Thì nhưng đây thì xin mời bác sĩ sẽ có những lời khuyên nào để giúp cho người bệnh có thể tuân thủ về việc điều trị cũng như là những lưu ý trong chế độ sinh hoạt để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm ạ. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta biết là đại dịch COVID-19 thì không có chừa một ai hết. Tất cả các nước cũng như là chúng ta thấy rất là nhiều người bị nhiễm COVID. Và khi mà nhiễm COVID thì những bệnh nhân mà có bệnh lý nền, ví dụ chúng ta có bệnh tim mạch là bệnh lý nền, như bệnh mạch vành là bệnh lý nền, thì những bệnh nhân mà có bệnh lý nền khi nhiễm COVID thì dễ dễ là diễn tiến trở nặng nhiều hơn những người không có bệnh lý nền. Cho nếu vậy thì những người bệnh lý nền giống như bệnh mạch vành chúng ta có ở đây thì chúng ta phải làm gì? Thì cái điều đầu tiên chúng ta nên làm đó là chúng ta cố gắng phải được tiêm vaccine.
tiêm vaccine cho bệnh nhân, có nghĩa bệnh nhân những bệnh lý nền thì nên được tiêm vaccine sớm và đầy đủ để chúng ta hạn chế tình trạng lây nhiễm. Đó là cái yếu tố đầu tiên quan trọng. Và yếu tố thứ hai là để tránh lây nhiễm nữa là chúng ta phải liên quan đến chế độ sinh hoạt cũng như là hoạt động hàng ngày của bệnh nhân. Thì chúng ta biết là Bộ Y tế chúng ta có 5K, là chúng ta có phải giữ khoảng cách, khai báo y tế, khẩu trang, khử khuẩn. Đó thì chúng ta phải không tập trung đông người. Đó là những cái yếu tố mà giúp chúng ta, mà nói lên chi tiết hơn chút xíu thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta là người có bệnh lý mạch vành, có bệnh lý nền và chúng ta muốn tránh tình trạng mà lây nhiễm COVID từ người khác, thì đương nhiên cái điều đầu tiên là chúng ta nên tránh tiếp xúc với những người mà không cần thiết, có nghĩa là chúng ta chỉ tiếp xúc khi cần thiết và tránh tiếp xúc với những người mà khi mà họ có triệu chứng nghi ngờ hoặc là nặng hơn nữa là có đi khi được chẩn đoán chính xác là có COVID rồi thì chúng ta phải tránh tiếp xúc với họ. Và nếu mà khi tiếp xúc thì chúng ta phải được bảo vệ đầy đủ, ví dụ như là chúng ta phải có khoảng cách ít nhất tối thiểu là 2 mét, rồi chúng ta có phải đeo khẩu trang thật đầy đủ để chúng ta có thể tránh cái nguy cơ lây nhiễm từ người khác. Rồi chúng ta cũng nên phải rửa tay thường xuyên theo khuyến cáo của Bộ Y tế, rửa tay theo đúng cách phải tối thiểu phải 20 giây thì mới được. Chứ nếu rửa tay mà xoay xoay chỉ có 5 giây thì cũng không có hiệu quả bao nhiêu hết. Thì chúng ta phải rửa tay phải kỹ càng, phải tối thiểu 20 giây theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy rất là nhiều cái video chiếu trên những pano quảng cáo ngoài đường, rất nhiều hướng dẫn chúng ta để chúng ta có thể làm sao hạn chế lây nhiễm COVID-19, hoặc là chúng ta thậm chí lên trên mạng Internet, chúng ta mở YouTube ra, chúng ta coi thì rất là chi tiết và có cả những sổ tay để tránh lây nhiễm, phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 cho tất cả các đối tượng, trong đó có những bệnh nhân có bệnh mạch vành. Thì nếu vậy chúng ta có rất là nhiều nơi, nhiều nguồn để chúng ta có thể tham khảo thêm các thông tin này. Đó, thì chúng ta nên theo tham khảo thêm các thông tin từ các cơ quan truyền thông để chúng ta biết thêm và chúng ta tuân thủ theo hướng dẫn đúng của Bộ Y tế là chúng ta tuân thủ 5K và chúng ta nên đến các cơ sở y tế gần nhất để chúng ta có thể được tiêm vaccine để phòng ngừa COVID-19. Đó là những cái yếu tố rất là quan trọng cần nhắc nhở để cho những người bị bệnh mạch vành trong cái thời đại COVID-19 này. Xin được cảm ơn bác sĩ. Cũng liên quan đến vấn đề này thì cũng xin được hỏi thêm giáo sư bác sĩ Quang Bình ạ. Đối với người bệnh tim mạch mà nhiễm COVID và đã được điều trị thành công thì việc điều trị hậu COVID dành cho những người bệnh này thì cần phải lưu ý những điều gì để có thể phục hồi tốt và phòng ngừa được các biến chứng có thể xảy ra thưa giáo sư? Thưa quý vị, hậu COVID là một cái điều mà xã hội chúng ta đang 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 phải gánh phải đó. Nó có biểu hiện gì và nó có nguy hiểm hay không? Thì xin thưa với quý vị là tất cả những cái người mà mắc COVID xong mà khỏe mạnh hết rồi đó, không có phải nặng nằm hồi sức hoặc là tử vong đó, thì chỉ có 20% những cái người mà vừa điều trị xong COVID đó là hoàn toàn khỏe mạnh trở lại như trạng thái trước đây thôi. Còn khoảng gần 80% những cái người đó là có một trong những cái triệu chứng mà người ta cảm thấy là không có được bình thường như trước đây. Thì chúng tôi có thể thấy là có những cái thống kê đó là 72% những người mà điều trị trong COVID đó cảm thấy có tình trạng mệt mỏi, yếu cơ, uể oải, đó là khoảng 30 đến 40% là bị lo lắng, trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ. Khoảng 31% là bị có cảm giác đau ở khớp. Và 30% á thì thấy là đau mà nhức đầu, đau đầu. Khoảng 20% là bị có tình trạng bị rụng tóc. 20% nữa thấy có tình trạng là còn đau ngực hay là có tình trạng hồi hộp đánh trống ngực. Những cái biến chứng nặng, ví dụ như bị đột quỵ rồi ngay sau đó cũng có khoảng 2,7% thôi. Như vậy đó là một cái điều mà chúng tôi thấy rằng là số lượng người bị than phiền cái đó khá nhiều, và trong đó có một số nhỏ thôi có thể có những cái biến cố mà nó tương đối nó nặng 1-2% thôi. Nhưng mà đó là những biến cố nặng thì chúng ta phải cần phải quan tâm. Đầu tiên là nói đến cái biểu hiện mà của bệnh lý tim mạch, tại chúng tôi là tim mạch có tìm hiểu đó. Thì tôi nhận thấy rằng là nếu mà chúng ta chỉ theo dõi khoảng 60 ngày sau khi mà bị COVID như vậy đó, những cái người mà sống sót ra khỏi COVID đó, thì có 20% người là bị đau ngực hoặc là bị hồi hộp đánh trống ngực. Thì có thể nói rằng là virus á, cái con mà SARS-CoV-2 đó, nó đã tấn công vào cơ tim, có thể tấn công vào màng ngoài tim.
nó gây nên tổn thương tim. Cái điều đó là điều chắc chắn người ta đã thấy rồi, và chính những tình trạng đó có thể gây nên tình trạng đau ngực và tình trạng là tim đập nhanh gây ra hồi hộp. Thì 20% cái người mà bị trong vòng 60 ngày chúng ta thấy vậy đó, thì từ từ nó hết dần hết dần. Nếu mà theo dõi đến 6 tháng thì chỉ còn có 5% người đó thôi là còn cái triệu chứng, có thể là còn đau ngực. Như vậy là có cái triệu chứng đau ngực, có cái triệu chứng về hồi hộp đánh trong ngực, nhưng mà nó giảm dần theo thời gian. Theo dõi đến 6 tháng vẫn có 5% người là có cái triệu chứng như vậy. Cũng Trinh nói là cái biểu hiện tim mạch đó nó có thể là biểu hiện khó thở nếu mà chúng ta mất cái kiểm mất cái ổn định của tim mạch. Nhưng mà những cái người mà bị COVID á, mà thường thường á, thì tổn thương trên phổi là nó nhiều hơn cả tổn thương trên tim. Người ta thấy là mình chụp cộng hưởng từ ở những cái người mà bị tổn thương phổi trong cái đầu, thì 40 đến 60% người đó là có cái tổn thương phổi, và cái triệu chứng mà ta nghĩ đó là triệu chứng mà bị khó thở, cảm thấy hơi thở của mình khó khăn. Và cũng như nói rằng là những cái người nào mà bị COVID và trong cái thời gian mà bị 2 3 tuần người ta bị đó, bị càng nặng thì những cái triệu chứng sau đó nó lại càng nặng. Như vậy để nói đó là những cái biểu hiện mà nó có liên quan đến, người ta nghĩ đến là tim sau khi mà bị COVID. Như vậy thì cũng có một cái tỷ lệ theo dõi lâu dài đến 5 6 tháng thì thấy là cũng có 5% nó còn bị những cái triệu chứng như vậy. Và cũng xin nhấn mạnh một điều là chúng ta nếu mà trước đó chúng ta có bệnh nền rồi, thì cái bệnh mà chúng ta cảm thấy đau ngực đó, có thể mệt mỏi khó thở rồi đó vân vân, có thể là do bệnh tim mạch nền của chúng ta mất ổn định, hoặc là do cái tình trạng mà di chứng của COVID, gọi là di chứng của COVID. Như vậy làm sao để mà có thể nhận định được là cái đó là cái gì, thì chắc chắn rằng với những cái triệu chứng mà còn kéo dài sau 12 tuần như vậy đó, thì chắc chắn rằng là phải đến bác sĩ chuyên khoa của mình để mà có thể là nhận định thử xem đây là tình trạng gì và có cái biện pháp điều trị thích hợp. Thì người ta thấy rằng là những cái người mà bị những cái triệu chứng nhẹ đó, thì chỉ với chế độ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và vitamin thôi, thì 70% những cái trường hợp đó sẽ là hồi phục, chỉ có một số 30% còn lại thôi là cần được đánh giá vào các chuyên khoa. Thì hiện thời các bệnh viện, ví dụ như bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng đã gọi là có cái hướng dẫn, cái chủ trương là gì, tất cả các bác sĩ chuyên khoa hấp, chuyên khoa tim mạch, chuyên khoa thần kinh, chuyên khoa tâm thần hay là chuyên khoa đường tiêu hóa vân vân, là phải tìm hiểu về cái biểu hiện cũng như là cái cách điều trị cho những cái biểu hiện trên từng cơ quan đó ở bệnh nhân mà sau khi bị nhiễm COVID điều trị khỏi. Thì như vậy cái việc mà xử lý điều trị đó sẽ do từng cái chuyên khoa đó tìm hiểu và đảm nhận để điều trị thật là chính xác cho bệnh nhân, coi có sự mất bù của tình trạng trước đây hay là di chứng của COVID. Đối với cái người mà riêng về chuyên khoa tim mạch thôi, thì những cái người mà bị đau ngực ngay sau COVID như vậy đó là phải được đánh giá xem có phải là đau thắt ngực do tình trạng mạch vành nó bị hẹp thêm, mất ổn định, bị nhồi máu thêm, hay là do tình trạng tổn thương cơ tim mà chúng tôi vừa nói do COVID gây ra, để có cái biện pháp điều trị thích đáng. Những cái trường hợp mà nhịp nhanh khó chịu hồi hộp đó thì có thể dùng cái những loại thuốc để mà cho nó giảm bớt nhịp tim, bớt hồi hộp, dễ chịu hơn. Nhưng mà tất cả những cái chuyện khảo sát và chỉ định thuốc điều trị đó là phải do bác sĩ tim mạch khám xét và chỉ định thì nó mới đúng. Như vậy thì hậu COVID để lại rất nhiều di chứng, trong đó có di chứng tim mạch, và xử lý những chuyện đó thì đừng nên xử lý tại nhà tự ý, mà hãy đến chuyên khoa tim mạch để những cái người mà chuyên khoa tim mạch đó đánh giá thử xem đó là gì, có phải là di chứng của hậu COVID hay không, và sẽ có cái biện pháp xử lý thích hợp theo tùy theo cái tình trạng bệnh, tùy theo cái tình trạng biểu hiện của mình thì mới là an toàn. Xin được cảm ơn giáo sư bác sĩ Quang Bình đã chia sẻ những thông tin phải nói là rất rất quan trọng và rất hữu ích dành cho người bệnh tim mạch trong tình hình dịch COVID hiện nay. Thưa tất cả quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình tư vấn Sống Khỏe Sẻ Chia. Đây là chương trình chúng tôi được chuyển sang với hình thức tương tác với tất cả quý vị khán giả. Từ nãy đến giờ thì tất cả quý vị cũng đã được lắng nghe các bác sĩ của chương trình chia sẻ rất là nhiều những thông tin về việc chẩn đoán, việc điều trị và phòng ngừa như thế nào đối với bệnh động mạch vành, cùng với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là bệnh động mạch vành
cẩm nang phòng tòa chống. Nếu như quý vị chưa kịp theo dõi trọn vẹn chương trình ngày hôm nay, không sao cả, sau chương trình ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị có thể đón theo dõi lại trên các hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ nãy đến giờ trong quá trình mà các bác sĩ của chúng tôi trao đổi thì fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của tất cả quý vị khán giả liên quan đến chủ đề hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Chúng tôi đã nhận được câu hỏi từ khán giả bạn Trọng Tính. Vâng ạ, trong câu hỏi này thì bạn đặt câu hỏi là: thưa bác sĩ, tôi năm nay 57 tuổi, bị ngoại tâm thu thất, hẹp mạch vành 60%. Tôi đang uống metoprolol sáng nửa viên và amiodarone chiều nửa viên, thuốc statin, thuốc chống kết tập tiểu cầu. Tôi uống như vậy đã ổn chưa? Và huyết áp tôi lúc nào cũng thấp, hơi cũng thấp là 98/70 và nhịp tim là 58. Vâng ạ, với câu hỏi này chắc là chúng tôi xin nhờ thạc sĩ bác sĩ Vũ Hoàng Vũ ạ. Xin chào bạn Tín. Thì theo những thông tin mà bạn cung cấp thì bạn bị bệnh mạch vành, có đang dùng thuốc rồi, huyết áp và nhịp tim như vậy là cũng tương đối ổn. Tuy nhiên là chúng ta thấy là khi mà chúng ta điều trị bệnh mạch vành thì chúng ta có những cái mục tiêu trong điều trị bệnh mạch vành. Thì ví dụ chúng ta có một cái mục tiêu quan trọng, đó là cái mục tiêu mà chúng ta phải kiểm soát được huyết áp. Thì giống như chúng ta thấy trong cái phần trình bày của bạn đó, thì huyết áp như vậy là khá là tốt, có xu hướng nó hơi thấp chút xíu. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà bạn không có triệu chứng của huyết áp thấp thì mức huyết áp như này thì vẫn có thể chấp nhận được, và vẫn có thể chấp nhận được ở những bệnh nhân bệnh mạch vành. Nhịp tim của bạn thì là 58 lần một phút. Thì đối với những người bệnh mạch vành thì cái nhịp tim lý tưởng thì người ta mong ước để mà cải thiện tốt cái triệu chứng đau ngực là khoảng 50-60 lần một phút. Cho nên nếu vậy nhịp tim của bạn như vậy cũng ở cái mức khá là tốt, khá là lý tưởng cho người bị bệnh mạch vành rồi. Tuy nhiên chúng ta biết là trong bệnh mạch vành để mà giảm được các triệu chứng cũng như là giảm được các biến cố tim mạch của bệnh nhân thì chúng ta phải kiểm soát thêm các yếu tố khác. Đó là chúng ta có ví dụ như mỡ máu. Thì trong cái thông tin bạn gửi cho chúng tôi thì hiện tại thì không thấy cái tình trạng mỡ máu. Nên nếu vậy thì bạn nên đi khám bác sĩ, khám ở bệnh viện để chúng ta có thể làm các xét nghiệm mỡ máu để chúng ta biết là chúng ta kiểm soát thật tốt cái mỡ máu này. Thì như vậy thì cái mạng sơ vữa hẹp 60% ngay cái vị trí mà chúng ta thấy bạn đã nêu lên đó, nó không có tăng lên thành 70-80% trong thời gian tương lai. Thì nếu vậy thì chúng ta phải cố gắng kiểm soát thêm cái mỡ máu nữa thì hy vọng nó sẽ tốt hơn. Còn cái việc mà chúng ta có cái hẹp 60% thì như thế nào? Thì chúng ta biết là hẹp mạch vành đó, người ta định nghĩa là hẹp trên 50% là hẹp có ý nghĩa. Có ý nghĩa có nghĩa là nó có thể gây nên những triệu chứng đau ngực cũng như là biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Thì hẹp mà hẹp trên 50% là có ý nghĩa. Và nếu mà hẹp nặng, người ta gọi là hẹp 90% là hẹp nặng. Thì trên 90% là đa phần thì các bác sĩ sẽ khuyên là chúng ta nên nong đi. Nong là stent, nong chỗ hẹp ra đi, bởi vì điều trị bằng thuốc nó sẽ thường là hiệu quả nó sẽ có đó, nhưng mà nó lúc đó hiệu quả của thuốc đó không có nhiều. Như vậy chúng ta phải thêm cái phương pháp hỗ trợ là chúng ta nên nong đặt stent mạch vành cái chỗ hẹp trên 90%. Còn nếu mà mức độ hẹp như bạn là 60% là nằm trung bình từ 50-90% thì như thế nào? Nếu như 50-90% mà nằm ngay những vị trí quá quan trọng đó, thì nếu vậy thì bác sĩ cũng sẽ khuyên bạn là nên nong cái chỗ hẹp ra, bởi vì cái chỗ đó quan trọng quá đi thì cái vùng cơ tim chi phối khá nhiều, thì cái việc nong đó nó ngoài việc cải thiện triệu chứng nó còn cải thiện các biến cố tim mạch sau này. Còn một cái phương pháp tiếp theo nếu mà được á, nếu mà mức 60% mà mình vẫn còn lo lắng chút xíu á, thì tôi nghĩ thì có một cái phương pháp ở trong các phòng thông tim các khoa ở các bệnh viện lớn có làm, đó là chúng ta có thể đo cái áp lực trước và sau chỗ hẹp. Đó, trước và sau chỗ hẹp coi mức độ 60% đó thực sự là nó ảnh hưởng lên tưới máu cơ tim hay chưa. Nếu như mà áp lực phía sau chỗ hẹp mà nó giảm nhiều so với trước chỗ hẹp thì với cái mức này thì bác sĩ vẫn có thể khuyên chúng ta nên nong đặt stent hỗ trợ thêm ngoài cái việc dùng thuốc. Thì cái phương pháp đó người ta gọi là đo phân suất dự trữ vành đó, thì chúng tôi có một số lời khuyên cho bạn Tín là như vậy. Và bạn Ngọc Vũ có đặt câu hỏi là: bác sĩ ơi, cho em hỏi là em bị hở van tim 2 lá 1/4, giờ tim đập nhanh thì không biết có nguy hiểm gì hay không? Thì chúng ta biết là khi mà chúng ta đi siêu âm tim á,
thì các bác sĩ sẽ coi cho chúng ta, ngoài cơ tim, ngoài màng ngoài tim, bác sĩ sẽ coi thêm cái phần van tim. Thì đó là những cái phần đánh giá gọi là thường quy và bắt buộc trong một cái bản siêu tim. Thì khi mà đánh giá van tim á, thì chúng ta có hẹp van tim và hở van tim, là hai cái bệnh lý mà chúng ta hay hay nói tới, hay gặp. Thì khi chúng ta có hở van tim á, thì bác sĩ sẽ đánh giá dựa trên siêu âm tim. Bác sĩ sẽ chia làm bốn cái mức độ hở van tim, là từ nhẹ cho đến nặng. Đó là từ 1/4 hở, 1/4 hở, 2/4 hở, 3/4 và hở 4/4. Có nghĩa là từ nhẹ đến nặng, có nghĩa là 1/4 là nhẹ nhất và 4/4 là nặng nhất. Đó là trên cái việc đánh giá mức độ hở của van tim. Chúng ta biết là hở 1/4 nếu gọi là hở nhẹ nhất, thì hở nhẹ nhất thì cái trường hợp 1/4 thì đa phần hầu như tất cả các trường hợp đều là không có triệu chứng và nó không ảnh hưởng lên chức năng tim. Và người ta còn gọi cái hở 1/4 này, thường người ta gọi là hở van sinh lý. Sinh lý có nghĩa là sao? Nó không phải bệnh lý. Nên nếu vậy thì là sinh lý và hở nhẹ, không có ảnh hưởng lên chức năng tim, thì người ta sẽ không có điều trị gì hết. Và chúng ta muốn theo dõi thêm thì có thể sau 6 tháng, 5 chúng ta theo dõi thêm coi tiến triển cái hở này, 1/4 này nó có lên 2/4, 3/4 hay không. Thì lúc đó chúng ta mới tính đến phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Nên nếu bạn Ngọc Vũ, nếu mà hở 1/4 thì bạn cũng hoàn toàn yên tâm, không có phải lo lắng gì hết. Và nếu mà cần thì bạn có thể kiểm tra sau 6 tháng đến 1 năm coi tình trạng này như thế nào, để chúng ta khẳng định lại cái hở này có nên điều trị hay không. Và cái thứ hai là nhịp tim nhanh. Thì thực sự chúng ta nói là nhịp tim nhanh nó là do bệnh tim thì điều đó đúng đúng tuy nhiên nhưng chưa đủ. Vì chúng ta biết là nhịp tim nhanh đó, tim nhanh là một cái phản ứng của cơ thể đối với các bệnh lý khác nhau. Cho nếu vậy thì ngoài nguyên nhân tại tim đó, như là chúng nó có thể gây nhịp tim nhanh, ví dụ chúng ta có bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim cũng gây nhịp tim nhanh, bệnh nhân suy tim cũng nhịp tim nhanh, hoặc là bệnh nhân bị rối loạn nhịp nhanh cũng gây nhịp tim nhanh. Đó là nguyên nhân tại tim. Và tuy nhiên chúng ta biết là có những nguyên nhân ngoài tim cũng có thể gây nhịp tim nhanh nữa. Nó làm nhịp tim nhanh mà chúng ta lại nghĩ là bệnh tim, nhưng thực sự nó không phải bệnh tim. Ví dụ như chúng ta có bệnh nhân bị khi chúng ta gắng sức nhịp tim nó sẽ nhanh này, hoặc là chúng ta lo lắng hồi hộp, hoặc là chúng ta bị cường giáp, tuyến giáp hoạt động quá mức nó làm cho nhịp tim nhanh. Rồi chúng ta bị thiếu máu thì cũng có thể làm nhịp tim nhanh. Thì nói vậy thì chúng ta thấy là nhịp tim nhanh là một cái triệu chứng thôi, cho nên cái nguyên nhân nhịp tim nhanh chúng ta phải tìm, và có nguyên nhân tại tim và ngoài tim. Nếu vậy thì tôi nghĩ nếu mà các bạn có nhịp tim nhanh mà thỉnh thoảng thì tôi nghĩ không có đến nỗi không ảnh hưởng đến sinh hoạt thì thôi. Mà nếu nhịp tim nhanh mà thường xuyên hoặc là không thường xuyên mà nó ảnh hưởng lên sinh hoạt của bạn, thì tôi nghĩ bạn nên đi khám bác sĩ, nhất là bác sĩ tim mạch, để bác sĩ chẩn đoán coi có phải do nguyên nhân bệnh tim hay không. Nếu không phải bệnh tim thì là bệnh gì, để bác sĩ có thể tư vấn cho bạn một cách chi tiết và đầy đủ hơn. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Vũ và hy vọng rằng là bạn Ngọc Vũ của chúng ta cũng đã có thêm được những thông tin từ phía bác sĩ của chương trình. Và lúc này đây thì fanpage bay của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được một câu hỏi của một bạn khán giả đặt câu hỏi với giáo sư bác sĩ Quang Bình. Đây là bạn Trung Hiếu, bạn có đặt câu hỏi là: xin chào giáo sư, tôi đã được đặt stent động mạch vành thì có phải uống thuốc tiếp tục hay không, nhờ giáo sư giải đáp. Cảm ơn Trung Hiếu. Chắc là bạn vào chương trình nghe sau, bởi vậy cũng cái phần này thì đã giải đáp trước rồi, nhưng mà tôi cũng xin giải đáp như thế này. Chúng ta hãy tưởng tượng là hệ thống động mạch vành chúng ta, tức là hệ thống mà nuôi trái tim chúng ta đó, giống như là hệ thống ống nước để cung cấp nước cho thành phố. Thì hệ thống ống nước này từ nhà máy nước xong rồi đi dẫn nước đến từng gia đình. Hệ thống ống nước này chúng ta sử dụng lâu quá rồi thì có một cái đoạn nào đó đi đến một cái gia đình nào đó hay là một cái phường nào đó nó bị rỉ sét rồi nó hẹp vân vân. Thì cái chuyện mà đặt stent động mạch vành đó, chúng ta chỉ là làm cái công tác, cái công việc là chúng ta mở rộng cái chỗ hẹp đó ra, làm cho chỗ đó hết hẹp bằng cách là nông cho đặt cái stent vô đó. Như vậy á thì chỉ là chúng ta điều trị ở một cái đoạn thôi, một đoạn mạch máu đó thôi, chứ còn nguyên cái hệ thống đó thì cái bệnh nó vẫn tiến triển. Như vậy thì sau khi đặt mạch vành thì chúng ta phải cần uống thuốc. Lý do như sau: thứ nhất là chúng ta phải uống những cái thuốc để bảo vệ cái stent đó nó không có bị đông máu, nó nghẹt cái stent đó, là chúng ta phải uống thuốc đó tương đối là lâu dài. Và việc thứ hai nữa là bị hệ thống mạch vành vậy, chúng ta đặt stent chúng ta chỉ giải quyết một vị trí thôi, những cái vị trí khác, những nhánh mạch máu khác có thể là sẽ tiến triển ra hẹp thêm,
Bởi vậy chúng ta vẫn phải uống thuốc để ngăn ngừa cái tiến trình phát triển của cái bệnh xơ vữa động mạch làm thêm hẹp những chỗ khác. Như vậy thì chắc chắn rằng sau khi đặt stent động mạch vành rồi đó thì chúng ta vẫn phải tiếp tục uống thuốc. Thứ nhất là để bảo vệ cái stent mà chúng ta đặt vào trong người, đó là một vật lạ, để mà chống cái chuyện mà đông máu tại đó, và đồng thời cũng phải uống thuốc và tập luyện cũng như là những cái vấn đề loại trừ những yếu tố nguy cơ khác nữa để cho bệnh của bạn không tiến triển thêm hẹp chỗ đó, rồi không hẹp thêm những chỗ khác, hẹp nặng những chỗ khác, thậm chí là nó hẹp ở những nơi khác ngoài trái tim nó hẹp. Như vậy thì đây là chúng ta phải điều trị toàn diện như vậy. Tóm lại, sau khi đặt stent động mạch vành, các bạn vẫn phải tiếp tục uống thuốc đầy đủ theo cái sự chỉ định của bác sĩ để giữ vững được cái thành quả đặt stent cũng như là ngăn ngừa cái sự tiến triển bệnh xơ vữa động mạch trong cơ thể của mình, đặc biệt là trên hệ thống động mạch vành. Và cũng có một câu hỏi xin được gửi đến giáo sư Quang Bình ạ. Đây là câu hỏi của bạn Nghiên Lê. Bạn có đặt câu hỏi là em hay bị nặng ngực và cảm giác là nặng ngực giống như là ở dưới nước sâu bị ép ngực, và có trường hợp là bị đánh trống ngực, có khi như hơi nghẹn gần cổ xảy ra nhiều lần trong ngày và đêm. Em cũng bị bú cổ nhưng không có uống thuốc. Xin nhờ giáo sư tư vấn giúp. Xin chào bạn. Tất cả những cái triệu chứng mà bạn nêu ra, ví dụ như là bị đánh trống ngực, rồi bị nghẹn ở cổ, bị nặng ngực vân vân đó, thì có thể do nhiều dạng bệnh, có thể là bệnh tại tim hoặc là bệnh ngoài tim, thậm chí không phải là một cái bệnh gì nữa, có thể là gây ra tình trạng đó. Ví dụ như là một cái tình trạng mà bệnh nhân bị suy tim thì có thể có cảm giác nặng ngực, khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực là điều chắc chắn. Hoặc là chưa có suy tim nhưng mà có một tình trạng rối loạn nhịp tim, tim đập nhanh lên quá thì cũng có thể có triệu chứng là nặng ngực, và đồng thời cũng có triệu chứng là hồi hộp, đánh trống ngực nữa. Hoặc là ngay cả bệnh lý động mạch vành đó, các bạn bị thiếu máu cơ tim cục bộ, bị đau thắt ngực đó, thì cũng có thể có triệu chứng là nặng ngực, siết chặt cái ngực và có thể có hồi hộp, đánh trống ngực nữa. Hoặc là nếu mà bị bú cổ mà các bạn chưa có dạng bú cổ đó là dạng cường giáp á, bướu tuyến giáp và dạng cường giáp, có thể gây ra làm tim đập nhanh, có thể ảnh hưởng trên tim nữa. Hoặc ngay cả các bạn không có những cái bệnh lý thực thể như vậy mà chỉ có việc ở trong tình trạng mà căng thẳng, tinh thần lo lắng nhiều vân vân, giảm sút về mặt thể lực, thì cũng có thể có tình trạng khó thở, có tình trạng nặng ngực, có tình trạng tim đập nhanh. Như vậy có rất nhiều những cái dạng bệnh, có thể là tim mạch hoặc là không phải tim mạch, hoặc là những tình trạng về mặt thể lực có thể gây ra những cái triệu chứng như bạn vừa nói. Và như vậy có về tình trạng mà đau ngực, nặng ngực, nghẹn ở cổ vậy thì chắc chắn phải được thăm khám rất là kỹ lưỡng. Ví dụ như có tình trạng nặng ở ngực, siết ở ngực, thì chúng ta phải hỏi kỹ những cái tính chất đó, như là trong cái cơn đau thắt ngực đó, chúng ta phải hỏi đủ 7 tính chất và phải khám xét kỹ lưỡng thêm xem là có những tình trạng gì có thể gây ra này hay không. Và tất cả cái đó đó thì tôi nghĩ bạn nên đến một bác sĩ chuyên khoa tim mạch để người ta loại trừ hay là xác định cái tình trạng bệnh lý tim mạch của bạn. Điều này nó quan trọng là sao? Là tại vì nếu mà xác định là bệnh lý động mạch vành hay tim mạch thì thường thường phải uống thuốc lâu dài. Nếu mà không phải bệnh lý tim mạch thì mà mình tưởng lầm là tim mạch, mình uống lâu dài đó là điều không tốt. Còn nếu mình là bị bệnh tim mạch mà mình không chịu uống thuốc lâu dài, mình chỉ uống vài ngày thôi, mình tự mua thuốc mình uống đó, thì tôi nghĩ đó là rất nguy hiểm, tại vì chúng ta không ngăn ngừa được bệnh tiến tới những cái chuyện diễn tiến cấp, hoặc là bệnh nó sẽ diễn biến từ từ lâu dài. Như vậy trong trường hợp này các bạn phải được đến khám với bác sĩ tim mạch, và bác sĩ đó sẽ hỏi bệnh kỹ lưỡng, có một số xét nghiệm cận lâm sàng để xác định bạn có phải là bệnh tim hay không, bệnh tim nó bệnh gì hay là không phải bệnh tim, để có một cái hướng điều trị thích hợp cho bạn. Xin cảm ơn giáo sư bác sĩ Quang Bình. Thưa tất cả quý vị, fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi cũng nhận được khá là nhiều những câu hỏi. Có những câu hỏi mà đã được các bác sĩ của chúng tôi chia sẻ và thông tin ở phần trên. Sau chương trình ngày hôm nay thì rất mong tất cả quý vị có thể đón theo dõi lại trên các kênh truyền thông y tế chính thống của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của bạn khán giả gửi về cho chương trình. Đó là bạn Nguyễn Thành Lâm. Bạn Thành Lâm có đặt câu hỏi là: thưa bác sĩ, cho em hỏi là em bị hở van tim hai bên, bên phải 1/4, một bên trái là 2/4. Khi nằm xuống hay có tình trạng bị mệt. Vậy xin hỏi bác sĩ là em nên làm như thế nào? Bản thân em có uống thuốc nhưng do tình hình của dịch và em cũng còn bị cách ly hơn 3 tháng và không có đi tái khám được. Vâng, xin mời bác sĩ Hoàng Vũ ạ. Chào bạn Thành Lâm. Thì như đã trả lời ở câu hỏi trước của bạn Ngọc Vũ đó, thì chúng ta thấy là nếu mà hở van tim mà 1/4 thì thường là
họ đó không có ảnh hưởng lên trái tim, thường là sẽ không gây triệu chứng và người ta thường gọi đó là họ sinh lý. Còn tuy nhiên thì bên tim trái của bạn đó, thì có một cái van tim bên trái có họ 2 phần tư, thì mức 2 phần tư thì nó nhiều hơn chút xíu, nhiều hơn chút xíu so với 1 phần tư. Tuy nhiên nó cũng chưa phải là quá nặng, cho nên là cái mức này thì tôi nghĩ bạn nên được kiểm tra lại, khẳng định lại lần nữa coi là cái mức họ 2 phần tư này nó có ảnh hưởng lên chức năng tim hay chưa. Thì nếu vậy thì chúng ta sẽ có một cách đánh giá chi tiết cụ thể hơn. Và vấn đề thứ ba là bạn khi nằm xuống bạn bị khó thở, thì như chúng ta đã biết là cái triệu chứng mà khó thở khi nằm á, nó có rất nhiều nguyên nhân gây khó thở khi nằm. Ví dụ chúng ta có cái nguyên nhân do tim mạch, đó là chúng ta có bệnh nhân bị suy tim. Một số người suy tim khi chúng ta nằm xuống thì máu từ chân cũng tương từ bụng đi về tim nhiều hơn, và tim phải co bóp nhiều hơn thì tim sẽ mệt, làm cho bệnh nhân sẽ có triệu chứng khó thở khi bệnh nhân nằm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là khó thở khi nằm cũng gặp vào một số bệnh lý khác liên quan đến bệnh lý phổi. Chúng ta có bệnh lý như là tràn dịch màng phổi hay là những bệnh lý khác, nó cũng có thể có triệu chứng làm cho bệnh nhân nằm xuống cảm thấy khó thở và ngồi dậy và bớt khó thở. Cho nếu vậy thì chúng ta có bạn có một cái tình trạng hở van tim 2 phần tư, bạn có một cái tình trạng khó thở khi nằm, thì tôi khuyên bạn nên đi khám tại một cơ sở y tế để chúng ta có một cái chẩn đoán chính xác, coi cái tình trạng khó thở khi nằm là do cái gì, và cái tình trạng hở van tim 2 phần tư này có thực sự là nguyên nhân của khó thở, hay là nó là một cái tình trạng hở van tim này cũng không có đáng kể, để chúng ta có thể có đánh giá chính xác hơn. Và bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là đã mở cửa khám bệnh cho tất cả những bệnh nhân có bệnh tim mạch cũng như là có bệnh nhân các chuyên khoa khác, nên bạn có thể đến khám tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để được chẩn đoán chính xác hơn cho bệnh lý của mình. Và nên nhớ là chúng ta đi khám mà phải tuân thủ đúng 5K của Bộ Y tế để chúng ta có thể khám một cách an toàn. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ và hy vọng rằng là bạn Thành Lâm cũng đã có thêm những thông tin và có thể an tâm hơn. Thưa tất cả quý vị, và cũng liên quan đến vấn đề triệu chứng của bệnh động mạch vành, thì ở đây có bạn Ngọc Thịnh có đặt câu hỏi là: thưa bác sĩ, tay trái của tôi hay bị tê và mỏi, cho tôi hỏi là liệu rằng đây có phải là triệu chứng do bệnh mạch vành hay không? Rồi, xin mời bác sĩ Vũ ạ. Xin chào bạn Ngọc Thịnh. Giống như cái phần trình bày của giáo sư Trung Quang Bình ngay từ đầu chương trình đó, thì chúng ta có cái triệu chứng đau ngực điển hình của đau thắt ngực điển hình của bệnh mạch vành đó, là chúng ta đau ngực ở giữa ngực như bóp như đè, và cái triệu chứng này nó có thể lan sang bên tay bên trái và xuống cánh tay bên trái cũng như xuống ngón 4, ngón 5 bên trái. Đó là cái triệu chứng đau ngực điển hình của bệnh mạch vành hay còn gọi là đau thắt ngực. Cho nếu vậy thì bạn có câu hỏi là mình hay bị tê tay trái, bị tê và bị mỏi thì có phải do bệnh mạch vành hay không? Thì tôi nghĩ thì cái này chúng ta nên rõ là cái việc tê tay trái đơn thuần nếu mà không có đau ngực á, thì thường là không có liên quan đến bệnh mạch vành. Thường nếu mà chúng ta thấy triệu chứng điển hình là thường là chúng ta phải có đau ngực lan xuống tay trái thì mới gọi là triệu chứng điển hình của đau thắt ngực và của bệnh mạch vành. Còn nếu chúng ta chỉ bị tê bì và mỏi tay trái đơn thuần thôi á, thì và không có đau ngực gì hết trơn á, và chúng ta vẫn sinh hoạt như bình thường, không có triệu chứng khó thở, không vã mồ hôi, không có gì hết, thì nếu vậy nhiều khả năng là đau ngực cái tay trái và tê mỏi như vậy có thể là do bệnh lý thần kinh cơ của tay bên trái, hoặc là bị thoái hóa cột sống cổ, hoặc chúng ta bị mỏi cơ vân vân. Đó là liên quan đến những bệnh lý thần kinh cơ là nhiều hơn là triệu chứng liên quan đến đau thắt ngực do bệnh mạch vành. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ. Ở đây thì chúng tôi nhận được câu hỏi của bạn Anh Phạm. Câu hỏi này, bạn đặt câu hỏi cũng đã được các bác sĩ của chúng tôi giải đáp ở phần trên. Bạn hỏi là: tôi đã được phẫu thuật làm cầu nối động mạch vành, vậy phải tiếp tục tập luyện ăn uống thuốc men như thế nào? Bạn Vi Anh Phạm ơi, câu hỏi này đã được các bác sĩ chúng tôi chia sẻ ở phần trên chương trình. Sau chương trình ngày hôm nay thì xin mời bạn có thể theo dõi lại nha bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của bạn Thái Minh Trần. Kính thưa bác sĩ, tôi năm nay 40 tuổi, chưa lập gia đình. Trước đây tôi có bị thấp tim, đã điều trị bằng penicillin một thời gian rất dài, và trong thời gian đó tôi có khám tim định kỳ, bệnh đã ổn định cho đến nay.
tôi không phải dùng bất cứ thuốc gì thêm. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi là bệnh này có tái phát nữa không? Tôi xin cảm ơn bác sĩ. Dạ. Chào bạn Trần Thái Minh. Thì chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta cũng như là các nước mà chúng ta gọi là đang phát triển á, thì lúc trước á, thì chúng ta hay có một cái bệnh lý gọi là bệnh lý thấp tim. Thấp tim có nghĩa là những cái tổn thương do kháng nguyên kháng thể nó sẽ ở các khớp, sau đó nó sẽ đi đến tim và nó sẽ làm cho có thể tổn thương các van tim, đa phần là tổn thương các van tim, gọi là tổn thương thấp tim hoặc là bệnh van tim hậu thấp. Thì đó là cái tình trạng lúc trước chúng ta hay gặp cái tình trạng này. Thì khi mà một khi mà chúng ta có bệnh lý van tim hậu thấp á, thì các bác sĩ sẽ khuyên chúng ta dùng kháng sinh là penicillin, đó giống như bạn thấy có thể chích một tháng một lần vân vân, uống mỗi ngày tùy vào cái phác đồ của bác sĩ. Mục tiêu của chúng ta dùng penicillin để làm gì? Thì mục tiêu là dùng để chúng ta phòng ngừa đừng có bị thấp tim tái phát, có nghĩa là dùng penicillin để phòng ngừa thấp tim tái phát. Cho nếu vậy chúng ta biết là một khi mà chúng ta có thấp tim rồi thì khi chúng ta phải cố gắng đừng có để cho nó bị tái lại, bởi vì nếu thấp tim mà bị tái lại thì tình trạng tổn thương lên trên van tim nó sẽ nặng hơn. Cho nên là nếu vậy thì để trả lời câu hỏi của bạn là có bệnh thấp tim có tái phát hay không, thì thực sự là có, cho nên chúng ta phải phải dùng các biện pháp là dùng penicillin để chúng ta phòng ngừa tái phát cho những bệnh nhân mà có tổn thương tim rồi, hậu thấp rồi, thì chúng ta nên phòng ngừa cho bệnh nhân. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ, và chúng tôi có nhận được một câu hỏi dành cho giáo sư bác sĩ Văn Bình đến từ bạn Hải An. Bạn đặt câu hỏi là: xin chào giáo sư, tôi 35 tuổi, thỉnh thoảng ngay vị trí tim của tôi bị nhói đau giống như là mạch máu bị co thắt lại, khoảng một chút là hết. Có một lần cơn đau kéo dài khoảng nửa tiếng, tôi nằm xuống nghỉ, sau đó thì hết, lâu lâu lại bị đau nữa. Tôi có mua thuốc uống được một thời gian thì lâu lâu cũng bị lại. Tôi để ý là cứ mỗi lần tôi cứ hay suy nghĩ nhiều là tôi lại bị đau. Xin giáo sư cho tôi một lời khuyên cũng như là cách điều trị để tôi an tâm. Đầu tiên thì cái tuổi 35 là tuổi ít có khả năng bị bệnh động mạch vành. Tuy nhiên thì xu hướng ngày nay đó thì những cái người mà bị bệnh động mạch vành có vẻ là bị trẻ hóa lại. Thì tuổi 35-40 là cũng có thể bị bệnh lý động mạch vành. Tùy thuộc vào là bạn có nhiều cái yếu tố nguy cơ tim mạch hay không. Ví dụ là bạn có phải là một người hút thuốc lá nặng hay không, bị mỡ trong máu cao, bị quá cân, đang bị đái tháo đường hay không. Nếu mà bạn có những cái yếu tố nguy cơ tim mạch đó thì 35 tuổi cũng có thể là sẽ bị mắc bệnh động mạch vành. Đó là nói về cái độ tuổi. Thứ hai là nói về cái triệu chứng của các bạn đó. Thì các bạn chỉ nói tôi là đau nhói một cái thì thời gian đau là bao nhiêu, nhưng mà sau đó bạn phải nói là có những lúc mà đau tới nửa tiếng vân vân, thì cái triệu chứng này khiến chúng tôi nghi ngờ thôi, nghi ngờ. Xong rồi các bạn sẽ nói là cái chuyện mà đau ngực như vậy nằm nghỉ cho đỡ, nhưng mà tôi không biết là lúc đó bạn đang gắng sức như thế nào, cái hoàn cảnh khởi phát như thế nào. Đó là những cái điều mà chúng tôi cần phải hỏi kỹ hơn nữa để xem gọi là cái tính chất đau ngực của các bạn ấy, nó có phù hợp với cái chuyện là bị bệnh lý động mạch vành hay không. Tuổi thì cũng không phải là điển hình. Xong rồi tất cả những cái triệu chứng các bạn mô tả đều là không điển hình. Nhưng mà không điển hình có nghĩa là chúng ta loại trừ hoàn toàn được. Chúng ta vẫn phải đặt có cái nghi vấn là bạn có thể có bệnh lý động mạch vành hay không. Mà muốn như vậy đó thì tôi nghĩ là bạn đừng nên tự ý mua thuốc uống. Tại vì cái chuyện đó nó không có giải quyết được. Chúng ta phải chẩn đoán ra rồi bệnh gì rồi thì chúng ta mới có một cái chế độ thuốc nó phù hợp. Thì nếu như vậy đó thì bạn phải đến bác sĩ tim mạch để được hỏi kỹ lưỡng hơn, xác định xem bạn có cái nguy cơ bị bệnh động mạch vành hay không. Và tiếp tục nữa, với những cái xét nghiệm mà ngày nay như là bác sĩ Vũ và Ngũ trình bày ở đầu chương trình đó, để giúp chúng ta xác định, ví dụ như chúng ta làm điện tâm đồ, chúng ta làm siêu âm tim, chúng ta làm điện tâm đồ gắng sức, hay là chúng ta thậm chí có thể là chụp động mạch vành đó bằng biện pháp chụp CT để coi là có hẹp hay không, để mà chúng ta yên tâm rằng là chúng ta có bệnh hay không có bệnh, và chúng ta có những cái biện pháp điều trị thích hợp. Như vậy đó là những cái lời khuyên của tôi dành cho bạn Hải An. Xin là gọi là bạn nên đến khám mà một bác sĩ tim mạch để được chẩn đoán rõ hơn. Xin được cảm ơn giáo sư bác sĩ Quang Bình. Và cũng liên quan đến bệnh động mạch vành thì chúng ta thấy là ngày nay cũng đang có xu hướng trẻ hóa. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã nhận được một câu hỏi của một bạn khán giả cũng còn rất là trẻ. Đây là bạn Tuấn Minh, và bạn năm nay mới có 18 tuổi thôi, và có đặt câu hỏi là: cháu hay bị đau thắt ở ngực, cảm giác lồng ngực cứ như có ai đó bóp chặt, bị nén với một áp lực rất lớn.
À, bác sĩ cho cháu hỏi là triệu chứng như vậy có phải là cháu đang bị bệnh mạch vành hay không, và cháu nên đi kiểm tra những gì? Bạn tướng mình thân mến, thì thật sự tuổi 18 là một cái tuổi rất ít khả năng bị bệnh động mạch vành. Tại vì hệ thống mạch máu của chúng ta nó còn non trẻ quá, nó chưa đến nỗi bị xơ vữa gì đâu. Tuy nhiên thì cũng có những cái trường hợp mà thuộc cái loại mà gọi là các bạn mà nằm trong cái gia đình gọi là tăng cholesterol, có tính cách gia đình đó, có khi 17, 18 đã tăng cholesterol nhiều lắm rồi và có thể có bệnh xơ vữa sớm. Hoặc là những cái trường hợp mà mình bị viêm động mạch vành từ tuổi trẻ đó thì cũng có thể là khiến ra nó hẹp và nó có thể gây ra bệnh lý động mạch vành. Nhưng mà tất cả những đó không phải là cái bệnh mạch vành do xơ vữa. Như vậy ở cái tuổi 18 thì rất ít khả năng là các bạn bị bệnh lý động mạch vành. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy như vậy. Thật sự thì trong suốt mà cuộc đời làm việc của tôi mà bị xơ vữa động mạch vành ở tuổi 18 á, thì tôi chưa có gặp lần nào. Ít nhất cũng hai mấy tuổi, trẻ thì trẻ tính được như vậy. Và thứ hai nữa, cái triệu chứng của các bạn ở đây đó thì được mô tả cũng chưa được là kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng là có nó có điển hình đối với bệnh lý động mạch vành hay không thì thấy chưa rất kỹ lưỡng. Nhưng mà tôi xin nói rằng với những cái tuổi của bạn, với những cái triệu chứng mà các bạn nêu ra đó thì rất ít khả năng bạn bị bệnh lý động mạch vành. Còn nếu mà các bạn vẫn thấy rằng cái chuyện này nó lo lắng trong lòng đó thì có thể đến khám bác sĩ tim mạch, và với những cái động tác tôi nghĩ là đơn giản thôi, hỏi bệnh kỹ lưỡng một số các xét nghiệm thường quy thôi thì cũng có thể là loại trừ bạn khả năng mắc bệnh động mạch vành cho bạn, để bạn yên tâm và tiếp tục cái công việc học tập và làm việc của mình. Xin được cảm ơn em. À, xin được cảm ơn giáo sư bác sĩ Phong Bình. Thưa tất cả quý vị, bởi vì thời lượng trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng có hạn, nên chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi của tất cả quý vị khán giả gửi về cho chương trình với những nội dung đã được các bác sĩ của chúng tôi đề cập ở phần trên. Sau chương trình ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị có thể đón theo dõi lại. Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ của chúng tôi đã có những lời chia sẻ rất thiết thực dành cho tất cả quý vị khán giả đối với những vấn đề mà tất cả quý vị đang quan tâm. Xin thay mặt cho chương trình Tư vấn Sức khỏe sẻ chia, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến giáo sư tiến sĩ bác sĩ Quang Bình, phó giám đốc bệnh viện, giám đốc trung tâm tim mạch bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời cảm ơn đến sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Vũ Hoàng Vũ, trưởng khoa tim mạch can thiệp bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn hai bác sĩ đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn bác Niên, xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, chào bác Niên, dạ, kính chào thầy, chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình tư vấn sống khỏe sẽ chia với chủ đề bệnh động mạch vành, cảm năng phòng và chống được thực hiện bởi Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng với đơn vị tài trợ công ty Sapir. Chương trình được phát sóng trên trang Facebook và YouTube của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Để biết thêm các thông tin về sức khỏe, quý vị hãy theo dõi hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện, bao gồm kênh YouTube, Zalo, Facebook và website. Tất cả các đường link về hệ thống kênh của bệnh viện sẽ được hiển thị ở phần miêu tả bên dưới. Quý vị hãy đăng ký theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi, quý vị nhé. Thưa quý vị, ngoài ra để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ thêm thông tin về chứng đau thắt ngực, quý vị có thể theo dõi tại website và fanpage ngày đầu tiên. Đây là trang thông tin y khoa chính thống được bảo trợ bởi Hội Tim Mạch Học Việt Nam theo địa chỉ được hiển thị trên màn hình. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Kính chúc tất cả quý vị thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.